Sức khỏe Siberia là gì? Đó là một công ty quốc tế lớn với 20 năm hoạt động thành công tại 25 quốc gia và hàng nghìn khách hàng mới mỗi ngày. Đó còn là nhà máy sản xuất riêng các loại thảo mộc thiên nhiên từ Siberia và những sản phẩm chất lượng cần thiết cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Các loại thực phẩm chức năng, serum mỹ phẩm, gel tắm, khách hàng đang mua và sẽ mua những sản phẩm này hàng ngày. Vậy tại sao chúng ta không biến điều này thành thu nhập của mình? Bạn chỉ đơn giản chia sẻ về những sản phẩm này bằng cách sử dụng catalog, website, mạng xã hội. Ngay khi có ai đó theo lời giới thiệu của bạn thực hiện mua sản phẩm, thì bạn sẽ nhận được 25% từ giá bán chưa thuế của sản phẩm. 495.000 đồng, 130.000 đồng, 200.000 đồng, 275.000 đồng, tổng cộng 1.100.000 đồng. Đây là giá trị đơn hàng trung bình hàng tháng của một gia đình. Bây giờ chúng ta hãy xem, nếu như bạn có 10 gia đình như vậy, khi đó thu nhập của bạn sẽ là 2.750.000 đồng một tháng hoặc 33 triệu đồng một năm. Đây là dạng thu nhập đầu tiên và đơn giản nhất trong công ty sức khỏe Siberia. Hàng tháng, bạn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng và bạn sẽ nhận được thu nhập theo kết quả kinh doanh của mình. Khi đã nhận được 25% tiền thưởng của mình, lúc này bạn không chỉ đơn giản là giới thiệu về sản phẩm của sức khỏe Siberia mà còn có thể giới thiệu về cơ hội để có được thu nhập cao hơn. Bạn sẽ nhận thấy, ban đầu một người, sau đó là người khác và một số người nữa chắc chắn sẽ quan tâm đến cơ hội này. Ngay khi bạn có được tối thiểu 3 đến 4 tư vấn viên và những người này lặp lại hành động của bạn, thì bạn có thể nhận được dạng thu nhập thứ hai, trung bình từ 5 đến 10% doanh số bán hàng của các tư vấn viên này. Rất nhanh chóng, bạn sẽ nhận thấy ai đó trong số khách hàng của bạn cũng nhận ra cơ hội và cũng bắt đầu giới thiệu. Cơ sở khách hàng của bạn càng lớn bao nhiêu thì doanh số và thu nhập của bạn càng cao bấy nhiêu. Chúng ta hãy xem điều này diễn ra như thế nào. Tất cả rất đơn giản. Ví dụ doanh số bán sản phẩm của bạn trong tháng là 11 triệu đồng và doanh số của từng người trong nhóm 4 tư vấn viên của bạn cũng là 11 triệu đồng. Có các thủ lĩnh nào ở trên Zoom mà có thể live stream trên nhóm thì có thể mở mic giúp Trang được không ạ? Bởi vì cái quyền live stream lên nhóm ấy, S69 ý, thì chỉ là một vài những thủ lĩnh có quyền làm admin ở trong đó, thủ lĩnh Hồng Hạnh. Bởi vì cái này Trang vào bằng máy của Trang không cho live stream. Mà không live thì các anh chị em nhà mình sẽ không có chỗ để vào tiếp, bởi vì bây giờ còn rất là nhiều người đang ở bên ngoài mà chưa vào được. Rất là nhiều luôn. Bình vừa nay có gửi nhầm cái nick là Trần Hồng ấy. Thì anh em có nick là Trần Hồng thì trả lại hot cho chị Trang giúp Bình ạ. Cho anh Tấn có mặt trên Zoom đúng không ạ?
Ok, xin chào tất cả các anh chị em, cô chú có mặt trong buổi Zoom tối thứ tư hàng tuần của đội ngũ S69. Ngày hôm nay, chúc cả nhà mình một buổi tối tràn đầy năng lượng nhá. Buổi tối hôm nay thì MC của Trang bị đứng ở ngoài cửa cả nhà. Nó đông quá, bị đứng ở ngoài cửa. Thì hôm nay thì Trang rất là vinh dự mời lên đây MC thủ lĩnh cao cấp Ngô Thị Hạnh. Xin mời MC Ngô Thị Hạnh. MC có mở được mic không vậy? Cho phép bật tiếng à? Chị Ngô Thị Hạnh vẫy tay cho em cái. Chị ấn vào cái nút vẫy tay cho em xem. Em chị xem chị ở đâu. Ok, chị Hạnh mở tiếng đi ạ. Anh Hùng, ở máy anh Hùng, ở máy Thảo Hạnh. Anh mở được tiếng chưa ạ? Mở được tiếng thì giơ ngón tay cái ạ. Ờ, rồi, ok đây rồi. Vâng, nhiệt liệt. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể tất cả các anh chị em đang có mặt trên Zoom. Và một buổi Zoom rất là đặc biệt, bởi vì là chỉ cần một tích tắc là cái số lượng Zoom đã quá cái số chỗ. Và hôm nay thực sự là MC đã cũng phải đứng ngoài cửa, và Hành là hôm nay được vinh dự để làm MC để giới thiệu một con người vô cùng tuyệt vời, đó là thủ lĩnh cao cấp Phạm Minh Trang. Và thực sự là từ cái ngày mà Hành biết đến Ba Lam với công đặc biệt, một người giáo viên và với công việc truyền thống rất là tốt, và ngày hôm nay em đã từ bỏ với công việc truyền thống của mình và hợp tác với Si và có được những bước thành công và tạo ra những đội ngũ vô cùng tuyệt vời. Và để cho các anh chị em không phải chờ lâu thì xin giới thiệu đến đây một con người đặc biệt, đó là thủ lĩnh Phạm Minh Trang. Và chắc chắn với cái sự hiện diện của em trong ngày hôm nay và chắc chắn những cái đợt thời gian tới thì chắc chắn em sẽ lên được cái danh hiệu nước thang mới. Và xin mời để các anh chị em không phải từ lâu thì xin mời thủ lĩnh cao cấp Phạm Minh Trang sẽ lên chia sẻ và truyền năng lượng cũng như là chia sẻ chúng ta những cái bài học quý báu dành cho tất cả chúng ta. Và xin mời em Phạm Minh Trang năng lượng cũng như là chia sẻ chúng ta những cái bài học quý báu dành cho tất cả chúng ta. Và xin mời em Phạm Minh Trang. Ô, thủ lĩnh cao cấp Ngô Thị Hạnh, một người dẫn đường, một người chị, một người thủ lĩnh vô cùng tuyệt vời đã giúp chị em, cô chú, các tư vấn viên vô cùng tuyệt vời của đội ngũ S69 ngày hôm nay. Thực sự là Trang cũng rất là muốn chờ đợi khoảng một phút nữa thôi để cho thủ lĩnh quốc gia Phan Trọng Tấn có thể live stream trên nhóm để cho chúng ta không bị lỡ mất bài học, có được không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các cô chú, anh chị có thể giơ ngón tay cái đồng ý với Trang thì có thể cho Trang giơ ngón tay cái được không ạ? Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và trong cái quá trình chờ đợi đó thì Trang xin phép được dành 2 phút để giới thiệu về bản thân mình. Một vài những anh chị em cũng chưa biết Trang đúng không ạ? Trang xin tự giới thiệu. Trang tên là Phạm Minh Trang, năm nay 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mê Linh, Hà Nội. Trước khi biết đến tập đoàn sức khỏe Siri thì Trang là một cô giáo đã xuất thân từ một sinh viên về ngành kinh tế. Cho nên là mình rất là thích kinh doanh, cực kỳ thích kinh doanh. Trong quá trình Trang đi dạy học, Trang cũng không dừng ở đó, mà Trang cũng kinh doanh truyền thống cũng khá là nhiều, được 5 năm kinh doanh truyền thống. Với một cái ước mơ và cái khát vọng rất là lớn, thật sự là khát vọng rất là lớn, bởi vì bản thân mình là sinh ra từ nông thôn, xuất thân từ nông thôn, cho nên là mình rất là mong muốn ước mơ về một cái cuộc sống nó thành công hơn, hạnh phúc và giàu có hơn. Cho nên là khi mà Trang, trong quá trình Trang vừa đi dạy học vừa làm cái công việc kinh doanh truyền thống đó, thì trong quá trình đó thì Trang nhận thấy rằng là hình như là những cái việc mà Trang đang làm nó không phải là điều mà Trang thực sự mong muốn trên cuộc đời này. Cho đến ok, cả nhà chờ Trang một chút nhé. Thủ lĩnh Tấn ở đâu, giơ ngón tay cái để cho em chuyển cho anh với.
em chưa nhìn thấy anh. Anh giơ ngón tay cái ở trên màn hình ý, anh chạm vào trên màn hình có cái chỗ giơ tay ý. Chứ không phải là giơ ngón tay cái của mình. Không tìm thấy luôn cả nhà. Bây giờ biết phải làm sao. Trang ơi, có chuyển được sang cho anh không? Anh chuyển sang Tấn cho anh Tấn cho. Không, bây giờ hot không phải là em. Vừa nãy em chuyển sang Bình thì chắc là bị nhầm. Đâu, hot được vào em rồi mà. À thế à. Anh Tấn, anh nhìn thấy anh Tấn chưa? Anh Tấn. Anh nhìn thấy mà. Rồi, ok, Phan Trọng Tấn đúng không? Không tìm thấy hình ảnh của anh Phan Trọng Tấn đâu. Anh Tấn, anh ở trên Zoom, anh tên là gì ạ? À đây rồi, ok, được rồi cả nhà nhá. Cả nhà mình chờ Trang một chút xíu thôi, xíu là được rồi, ok rồi. Ok, được rồi, cảm ơn thủ lĩnh quốc gia Phan Trọng Tấn, em đã chuyển hot cho anh rồi nhá. Ok, anh có thể live stream trên S69 giúp em. Ok, cảm ơn anh. Trang xin phép được tiếp tục câu chuyện nhá. Với một cái mong muốn thật sự là rất là khát khao về cái cuộc sống nó thành công hơn, cho nên là bản thân Trang ấy là người đi tìm cái cơ hội đến với mình. Cho nên Siri là cơ hội Trang đi tìm ấy chứ. Trên cái hành trình Trang đi tìm thế là Trang vấp phải Siri cả nhà. Bởi vì trước khi biết đến Siri thì Trang cũng đã biết đến hai công ty kinh doanh theo mạng rồi. Đó, Trang đã từng tìm hiểu được khoảng 4 tháng. Được khoảng 4 tháng. Lúc đấy cũng chỉ là một người mới tinh thôi, tìm hiểu. Nhưng mà Trang cảm thấy nó chưa phù hợp. Cho nên là vào đúng một cái ngày đủ duyên, đủ nhân duyên. Cho nên Trang đã va phải Siri. Và cho đến nay đã là 2 năm 4 tháng Trang hợp tác với tập đoàn sức khỏe Siri. Và thật sự đó chính xác là cuộc đời mà mình đã từng mong muốn. Và bây giờ mình đã đạt được điều đó rồi. Và Trang tin chắc chắn rằng rất là nhiều những cô chú, anh chị ở trên Zoom ngày hôm nay, chúng ta đã và đang đâu đó còn đang chăn trở trong lòng của mình một cái ước mơ, một cái khát khao về một sự thành công ở trong tương lai. Nhưng mà chúng ta còn rất là nhiều những cái suy nghĩ hoặc rất là nhiều những cái điều mà chúng ta còn băn khoăn, chăn trở. Và ngày hôm nay với một cái chủ đề rất là phù hợp cho những anh chị em nào mới tinh tham dự vào cái chương trình kinh doanh cùng với Siri, rất là phù hợp đó. Thì Trang sẽ chia sẻ với cả nhà mình ba cái bài học đầu tiên mà khi chúng ta bắt đầu vào Siri, chúng ta cần phải có tư duy như thế nào, chúng ta cần phải làm việc như thế nào để chúng ta có thể đạt nhanh nhất cái điều mà chúng ta muốn. Thì ngày hôm nay Trang sẽ cùng tất cả các anh chị em nhà mình cùng chia sẻ cái bài học đó. Ok, và Trang xin phép được share cái màn hình nhá. Anh Tấn mở mic giúp em với. Anh đã live stream trên S69 được chưa ạ? Anh đang chuyển đang đạt vì mày anh uống lai không lai được. À dạ. À ngát đang tổ chức theo chung. Ok, có người tổ chức theo chung rồi. Trang xin phép được anh Tấn ơi, anh chuyển co hot lại cho em để em share màn hình giúp em với. Em làm đi, xem anh được rồi. Ok. Đó. Ba bài học đầu tiên nhá. Ba bài học đầu tiên chứ không phải là ba bước đi đầu tiên. Cả nhà để ý một chút nhá. Ba bài học đầu tiên tất cả chúng ta cần phải biết khi chúng ta làm Siri là như thế nào. Đó. Trước tiên chúng ta phải hiểu về một cái điều như thế này này. Để chúng ta có thể thành công được trong bất kể mọi cái công việc kinh doanh nào. Đó. Kể cả Siri, kể cả những cái công việc kinh doanh truyền thống ở bên ngoài, để chúng ta có thể thành công được
thì cái việc đầu tiên giúp chúng ta có thể thành công được đó là một tư duy đúng. Khi chúng ta làm series, chúng ta phải có một tư duy đúng. Tư duy đúng về cái ngành kinh doanh này, tư duy đúng về con đường phát triển, tư duy đúng về cái đích mà chúng ta đến trên cái hành trình này. Đó, khi có tư duy đúng thì chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm được những cái kiến thức đúng để chúng ta học. Khi có tư duy đúng, có kiến thức đúng rồi, chúng ta mới lựa chọn được một công cụ đúng để chúng ta có thể thực hiện hóa ước mơ của chúng ta được. Cho nên là cái công thức thành công nó bằng tư duy đúng, chiếm 80% cả nhà nhé. 80% thuộc về tư duy đúng. Còn 10% là kiến thức đúng và 10% là công cụ đúng. Và bài học đầu tiên liên quan đến tư duy là chúng ta cần phải biết một cái bài học là bài 1 là hai câu hỏi tối quan trọng. Trang đã làm một cái slide rất là chi tiết về một cái lịch trình 3 bài học cho chúng ta. Thì các anh chị em tư vấn viên nhà chúng ta hãy lắng nghe đó, và Trang sẽ giải thích chia sẻ với các anh chị em nhà mình để chúng ta hiểu về nó đã. Trước tiên chúng ta phải nghe về nó, sau đó hiểu về nó, sau đó chúng ta đưa vào trong cái công việc của chúng ta thực hiện nó để tạo ra kết quả, được không ạ? Và sau khi cái buổi Trang chia sẻ xong thì chúng ta có thể hỏi sâu hơn những cái phần hiểu chưa đúng, thì Trang sẽ cùng tất cả các anh chị em cô chú nhà mình để có thể cùng nhau tháo gỡ những cái điều mà chúng ta còn đang thắc mắc trăn trở ở trong suy nghĩ của chúng ta, được không ạ? Đó, cho nên là cái bài đầu tiên đó là hai câu hỏi tối quan trọng trong cái ngành kinh doanh này là gì? Câu thứ nhất, câu 1, việc quan trọng nhất cần phải giúp tư vấn viên sau khi họ đã ký hợp đồng và dùng sản phẩm là gì? Đó, có một vấn đề đặt ra như này này. Có rất là nhiều người hỏi nhau, thế bây giờ ok, chị đồng ý với em là chị làm, chị dùng sản phẩm. Thì bây giờ chị dùng xong rồi, thì bây giờ việc của chị làm là cái gì? Đó, đây, việc của họ làm là như thế này. Đó, việc quan trọng nhất cần giúp tư vấn viên nhé, sau khi họ đã ký hợp đồng và dùng sản phẩm, là nhanh nhất giúp họ tuyển ra tầng 1. Và tại sao lại phải là nhanh nhất giúp họ tuyển ra tầng 1? Thì tí nữa, ở phần sau, Trang sẽ nói cực kỳ chi tiết rõ ràng. Nhưng phần này là chúng ta hiểu về tư duy đã, được chưa ạ? Đó, chúng ta đồng ý với nhau là chúng ta phải hiểu về tư duy đã. Thì cái tư duy đúng đó là việc quan trọng nhất cần giúp tư vấn viên hoặc là chính mình sau khi mình hoặc là tư vấn viên đã ký hợp đồng và dùng sản phẩm, đó là nhanh nhất tuyển ra tầng 1 cho mình hoặc là cho tư vấn viên, được chưa ạ? Đó, đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng là trở thành ai? Cũng giống như khi chúng ta mới bước chân ra khỏi nhà ấy, chúng ta bước lên một chiếc xe taxi chẳng hạn, thì anh lái xe anh hỏi là chị muốn đi đâu, thì chúng ta phải nói cho họ một cái đích, đúng không ạ? Khi chỉ cần nổ một cái đích là người ta sẽ dẫn mình đến chính xác cái đích mà mình mong muốn. Nhưng nếu sẽ như thế nào nếu mà chúng ta nói là thưa anh thích đi đâu thì đi, em không biết là cái đích mình muốn đến là cái gì, thì cũng giống như Siri, chúng ta vào đây mà chúng ta không biết được cái đích là cái gì. Cũng giống như là chúng ta bước lên xe, lái xe mà chúng ta không biết, không định hình được cái đích. Chúng ta sẽ lái vòng vèo, không định hình được. Có khi là còn quay về vạch xuất phát, đúng không ạ? Đi vòng vo, chả đến cái chỗ nào mình mong muốn thì chúng ta lại quay trở về vạch xuất phát. Cho nên cái đúng thì chúng ta cần phải hiểu cực kỳ chính xác là cái đích của cái ngành, của một cái nhà kinh doanh theo mạng thực thụ là trở thành ai. Đó, thì đây, cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng là trở thành thầy, cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng để thắp sáng ước mơ cho những con người tin đi cùng mình và dẫn dắt họ vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ. Đó. Và cái hình ảnh này là hình cũng giống như Trang thôi. Khi ban đầu Trang bước vào series cũng lơ ngơ như kiểu lơ ngơ, nhưng vào trong cái môi trường này, được những thủ lĩnh ở bên trên dẫn dắt, được hệ thống dẫn đường, được những người đi trước chỉ đường đó, giúp mình ngày càng trưởng thành hơn, giúp mình ngày càng mạnh mẽ hơn, vượt qua những rào cản đó. Cả nhà mình thấy rất là nhiều những rào cản, vượt qua những rào cản để ngày càng trưởng thành hơn,
để trở thành một con người vĩ đại hơn, trở thành một con người mạnh mẽ hơn, trở thành một con người thành công hơn. Thì thủ lĩnh đó là một người như vậy. Đó, cả nhà mình hình dung ra thủ lĩnh chưa ạ? Đó. Truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ cho những người tin đi cùng mình và dẫn dắt họ vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ của họ. Được chưa ạ? Đó, thì chính là cái đích của một nhà kinh doanh theo mạng. Cái nghề kinh doanh theo mạng ấy là nghề nhanh nhất giúp cho chúng ta có thể trở thành một thầy cô giáo thực thụ. Ví dụ như Trang để trở thành cô giáo, Trang mất 4 năm học đại học, 2 năm rưỡi học thạc sĩ, xong đó mới ra trường để đi dạy đại học, ít nhất là mất khoảng 6 năm, 7 năm, đúng không ạ? Hoặc là một giáo viên sao ạ? Thậm chí từ sáng đến chiều chúng ta hoàn toàn có thể trở thành thầy cô giáo để có thể truyền cảm hứng cho người khác rồi. Bằng chứng là Trang, thủ lĩnh cao cấp Ngô Thị Hạnh, lần đầu tiên về Mê Linh chia sẻ về cái sơ đồ trả thưởng cho Trang. Thì buổi sáng chị chia sẻ cho Trang, chị nói phần trăm này này, 8% này, 10% này, nói. Đấy, sau buổi sáng Trang nghe một chút. Xong ngay buổi chiều thôi, Trang đã dẫn chị đi gặp 4 người bạn của Trang rồi để chia sẻ về cơ hội kinh doanh series. Thì khi chị đang nói, Trang bảo là thôi chị để em nói, em thử nói cho chị nghe xem như này có đúng nhá. Thế là mình giật luôn diễn đàn, nói luôn, giật luôn diễn đàn. Ngay buổi chiều hôm đấy thôi, giật luôn diễn đàn nói. Đó, và thủ lĩnh cao cấp Ngô Thị Hạnh thì vẫn đang ở trong Zoom này. Và thật sự là Trang rất là nhớ cái ngày đầu tiên mà chia sẻ và Trang đã làm như vậy. Đó, cho nên là nhanh nhất đúng không? Từ sáng đến chiều mà nếu chúng ta học được cái gì, chúng ta chia sẻ lại. Người biết ít, nói cho người chưa biết. Người biết nhiều, chỉ cho người biết ít. Đó thì dần dần chúng ta sẽ cùng nhau, giúp nhau để có thể cùng nhau đi đến những cái đích vô cùng tuyệt vời. Bài học thứ hai mà chúng ta cần phải biết về một cái tư duy đúng trong cái ngành kinh doanh theo mạng này. Tại sao Siri trả tiền cho bạn? Trời ơi, rất là nhiều người nói với Trang như này này. Tiền đâu lắm thế, lừa đảo à? Nghe nhìn thấy cái xét thu nhập hơn 100 triệu, 100% những người chưa từng kinh doanh hoặc là người ta đang ở cái công việc làm thuê hoặc người ta chưa bao giờ nghĩ đến con số như vậy là người ta bảo mình lừa đảo đấy cả nhà. Bởi vì sao? Người ta chả biết tiền từ đâu có. Hoặc thậm chí rất là nhiều anh chị em vào series rồi, chúng ta còn không tin vào những thu nhập 100, 200 triệu, 500 triệu. Chúng ta không tin là bởi vì chúng ta không hiểu cái quy luật vận hành của tiền ở series nó như thế nào. Bởi vì chúng ta không hiểu thôi, chúng ta không biết thôi, chúng ta chưa rõ điều đó thôi. Nhưng khi chúng ta hiểu, chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ tin vào điều đó. Và khi chúng ta tin rồi, chúng ta sẽ nói cho người khác, người ta tin vào điều đó, được không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải biết là cái khác, người ta tin vào điều đó, được không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải biết là cái tiền ở series đó, trả cho mình là từ đâu mà có. Đó, chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ này chưa ạ? Bất kể phẩm nào có mặt trên thị trường mà chúng ta xài hàng ngày của chúng ta ấy, là đều sản xuất, bắt đầu là bắt nguồn từ nhà sản xuất. Thông qua rất là nhiều những kênh phân phối như đại lý, bán buôn, bán lẻ, siêu thị, quảng cáo, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái khâu phân phối trung gian. Đó, sau đó cuối cùng mới đến tay chúng ta, đến tay người tiêu dùng. Và khi người tiêu dùng, ví dụ Trang mua một tuýp kem đánh răng chẳng hạn, trị giá 20.000, thì người tiêu dùng phải chi trả ra 100%, đúng không ạ? Là 20.000. Nhưng bản chất ý, cái nhà sản xuất ý, người ta chỉ thu về 10.000 thôi. Thì có thể là nó thu về 12.000, 8.000 thì tùy thuộc vào cái nhóm kinh doanh khác nhau. Nhưng mà một con số tương đối chính xác là nhà sản xuất chỉ thu về 50% cái số tiền mà người tiêu dùng phải trả thôi. Còn lại 50% số tiền nó nằm ở khâu trung gian. Nó nằm ở các cái khâu quảng cáo, đại lý, siêu thị, bán buôn, tất cả các khâu đó nó chiếm 50% tiền. Được chưa ạ? Còn cái ngành kinh doanh siêu thông minh của chúng ta cũng từ nhà sản xuất, đúng không ạ? Siri cũng từ nhà sản xuất đó. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt hơn, đó là từ nhà sản xuất đến trực tiếp tay người tiêu dùng là đến tay chúng ta luôn. Đó. Và người tiêu dùng là những người yêu sản phẩm, muốn lan tỏa, chia sẻ cái giá trị của sản phẩm cho một cái cộng đồng người tiêu dùng khác. Chẳng lấy ví dụ, cả nhà mình hình dung này, khi mà chúng ta dùng Facebook ý, chúng ta có thể có phải là Facebook là áp dụng 100% theo cái mô hình này không ạ? Một người biết chỉ cho nhiều người biết, sau đó từ từ chỉ cho và cả một cái cộng đồng trên thế giới này, bạn biết bao nhiêu người dùng
dùng Facebook, có đúng không ạ? Cho nên là tất cả những người con gái sorry, xin lỗi tất cả nhà nhé. Trang con gái vừa lên cuối giày chút. Và mô hình kinh doanh series của chúng ta thì từ nhà sản xuất đến trực tiếp tay người tiêu dùng, và cả một cái hệ thống người tiêu dùng đó, chúng ta đều là người mua sản phẩm, nhưng mà chúng ta trả tiền trực tiếp cho nhà sản xuất, trả tiền trực tiếp cho công ty. Bằng chứng là ví dụ như Trang, trong đội ngũ của Trang có hạng 1.500 thành viên chẳng hạn, tư vấn viên, thì tất cả những người tiêu dùng trong đội ngũ của Trang đều dùng sản phẩm, trả tiền cho công ty, đúng không ạ? Trả tiền cho Siri đó, trả tiền cho Siri, sau đó thì Siri thu hết số tiền đó. Cuối tháng Siri sẽ chi trả 40%, nhưng thực ra là 50%, đúng không? Cứ cho là một con số 50% đi. Chi trả lại hoàn toàn cho tất cả những người tiêu dùng yêu sản phẩm, lan tỏa sản phẩm cho cộng đồng. Thì có phải là những người tiêu dùng nào lan tỏa được càng nhiều, tạo dựng ra một cộng đồng người tiêu dùng càng nhiều thì tiền càng nhiều không ạ? Đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái mô hình kinh doanh ở Siri, là một mô hình vô cùng thông minh. Và Trang sẽ chia sẻ sâu thêm ở phần tiếp theo. Đó. Và tiền nó đến từ những nguồn như thế này. Ở Siri thì có 3 cái công việc mà chúng ta luôn luôn phải làm. Để nhất là bán hàng. Bán hàng chiếm 2%. 2%. Tuyển dụng chiếm 18%. Học và đào tạo chiếm 80% là quan trọng nhất. Tại sao lại như thế này? Thì Trang sẽ giải thích rất là kỹ ở cái bài số 3. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là tiền đến từ 3 nguồn như thế này. Đó, 3 cái công việc như này. Đó. Trong cái công việc này này thì không ai có thể thành công một mình được. Chúng ta có thể ai thành công được một mình không ạ? Trong công việc này và trong bất kể cái ngành kinh doanh nào ở bên ngoài kia, chúng ta sẽ không bao giờ thành công được một mình. Bởi vì chúng ta cần phải có đội ngũ, chúng ta cần phải có những cộng tác viên, chúng ta cần phải có khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có nhà cung cấp. Chúng ta không bao giờ có thể thành công được một mình trên cuộc đời này. Đó. Mình được trả tiền là để hướng dẫn và dẫn dắt người khác. Nếu không học thì sẽ dẫn tư vấn viên đi sai đường, ngược đường, hoặc là đi rất là chậm. Có tiền là do dạy lại người khác. Và cái cách học nhanh nhất của ấy à? Và cái cách học nhanh nhất để cho chúng ta có thể học nhanh nhất được, đó là cái cách học dạy cho người khác. Đó. Ok, đấy là cái bài thứ hai. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ sang bài thứ ba. Bài thứ ba, đó là sức mạnh của cấp số nhân. Chúng ta từng đâu đó nhìn thấy các cái bảng bảng này, con số này rồi đúng không ạ? Wow. Thực ra Trang là một người mà thường thường Trang không phải là một người cảm xúc. Tức là mình quyết định bất kể điều gì đều dựa vào cái sự phân tích, dựa vào lý trí của mình. Thậm chí kể cả về yêu một ai đó, thích một ai đó thì gần như là mình ít khi có cái yêu từ cái nhìn đầu tiên, ít khi như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà nhìn thấy cái con số này lần đầu tiên ý, Trang đã mất ngủ vì nó. Thực sự luôn, Trang đã cảm thấy là gần như là tại sao lại có một cái thứ mà mình yêu ngay từ lần đầu tiên mình gặp như thế này. Cho nên là tại sao khi biết được về Siri, khi tìm hiểu chi tiết kỹ càng về Siri chỉ 2 ngày thôi. Khi đó Trang đã hoàn toàn quyết định từ bỏ cái công việc giảng dạy của mình, bán hoàn toàn trung tâm ngoại ngữ. Lúc đó Trang còn đang là giám đốc trung tâm ngoại ngữ, toàn giáo viên nước ngoài dạy thôi. Sau chỉ 2 ngày Trang đã quyết định bán cái cơ sở đó để Trang
quyết định hợp tác với Siri là bởi vì thực sự là Trang nhìn thấy cái sơ đồ, nhìn thấy những con số nó nhảy múa trong đầu mình. Thậm chí khi đi ngủ, xem nhiều quá đi ngủ còn nằm mơ về những con số cơ cả nhà. Và khi cả nhà mình hiểu được về sức mạnh của gấp số nhân, sức mạnh của các con số hiện trên màn hình này này, thì thực sự là chắc chắn nếu một lần chúng ta tìm hiểu nó trong cuộc đời mình một cách cực kỳ nghiêm túc, nếu chúng ta hiểu nó một cách cực kỳ chuẩn mực và đúng đắn, thì thật sự là đúng là tiền tiêu không hết được. Trang sẽ giải thích kỹ cho chúng ta này. Sẽ như thế nào nếu bạn dùng sản phẩm, yêu sản phẩm, cảm thấy sản phẩm này ok, phù hợp về giá cả, ok về chất lượng, chuyển biến về sức khỏe của chúng ta, chúng ta thích, chúng ta có thiện cảm về cái sản phẩm này, chúng ta đi chia sẻ cho hai người. Hoặc nhá, hoặc chúng ta chưa dùng sản phẩm nhưng chúng ta nắm bắt được cái cơ hội kinh doanh, chúng ta thích những, chúng ta thích đi ô tô Siri trả tiền, đúng không ạ? Chúng ta tìm kiếm hai người thích ô tô giống mình. Theo cả nhà mình ra ngoài kia hỏi bất kể một ai, hoặc là hỏi những người chung quanh chúng ta, nếu mà để tìm được hai người thích xe hơi giống mình thì có đơn giản không ạ? Cực kỳ đơn giản. Đó, cho nên là chúng ta sẽ tìm được hai người có những sở thích giống như mình, có những mục tiêu giống như mình, đó, có cách suy nghĩ giống như mình. Chúng ta tìm những người giống như mình ý. Đó, thì chúng ta sẽ như thế nào nếu mà nó đến tầng 2, nó sẽ là 4 người, tầng 3, 8 người, tầng 4, 16 và cứ nhân lên như vậy. Nếu bạn dùng sản phẩm, bạn chia sẻ cho 3 người làm được giống như bạn, sau giúp 3 người đến tầng 2 là 9, đúng không ạ? Và cả nhà mình nhìn thấy cái con số như này, 4, 5 cũng tương tự như vậy. Khi nhìn thấy những con số như này thì chúng ta cũng chưa có cảm xúc lắm, đúng không ạ? Nhưng mà Trang có thể chỉ cho cả nhà mình một cái chìa khóa nó nằm ở chỗ này này. Cả nhà mình hình dung nhé. Tầng 1 của chúng ta nếu có 2 người, tầng 2 có 4 người. Nếu mà tầng 1 của chúng ta có 3 người, tầng 2 có 9 người. Tầng 1 của chúng ta có 5 người, 2 có 25 người. Thì những con số 4, 9, 16, 25 thì nó cũng bình thường thôi. Nó không có sự chênh lệch quá nhiều. Cả nhà mình nhìn thấy chưa ạ? Nhìn rất là rõ đúng không ạ? Đó. Nhưng mà sẽ như thế nào nếu mà đến tầng thứ 5 thôi? Đến tầng thứ 5 thôi. Nếu mà chúng ta chia sẻ được cho 2 người, tầng thứ 5 nó là 32 người. Nhưng nếu chúng ta nỗ lực hơn một chút nữa, nỗ lực thêm một tí nữa, nỗ lực gấp đôi, gấp 2,5 lần đi, là chúng ta sẽ tìm được 5 người đồng hành giống như mình. Thì tầng 5 của chúng ta đã là 3.125 người rồi. Cả nhà mình có thể so sánh cái số 3.125 người với số 32 không ạ? Nó có phải là gấp 100 lần không ạ? Gần 100 lần. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là nếu chúng ta nỗ lực gấp 2,5 lần cái sức lực của mình, thì chúng ta sẽ đạt kết quả, nếu đến tầng 5 thôi nhá, là đạt kết quả gấp 100 lần. Thì đấy là sức mạnh của cấp số nhân. Trang rất là thích một cái câu nói, thích một cái câu nói như này này. Tôi thà sử dụng sức lực, tôi thà sử dụng 1% sức lực của 100 người còn hơn 100% sức lực của tôi. Thì nó rất chính xác với cái ngành kinh doanh theo mạng này. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng đòn bẩy về thời gian, về sức khỏe, đúng không ạ? Về vốn của người khác. Đó. Tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể tận dụng được trong cái ngành kinh doanh này. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể tận dụng được trí tuệ của người khác, quy trình của người khác, đó, để chúng ta có thể tạo dựng nên thành công của mình. Đó, cho nên là cái về cái sức mạnh của cấp số nhân này, chúng ta đặc biệt lưu ý về cái tầng 1 này này. Chúng ta chỉ có thể là mỗi một người nỗ lực hơn một chút, nỗ lực thêm một người thôi ở tầng 1. Đó, là chúng ta hoàn toàn có thể tự do tài chính khi mà chúng ta có thể đào sâu xuống tầng 5 của chúng ta rồi, đúng không ạ? Đó. Và khi mà Trang hiểu cái con số này thì Trang rất là hiểu tại sao mà cái việc quan trọng nhất của tất cả các nhà kinh doanh giống như chúng ta, đó, những tư vấn viên giống như chúng ta, đó là việc tuyển dụng tầng 1 của chúng ta là việc cực kỳ quan trọng. Đó, cái sai lầm này này. Khi mà chúng ta nhìn thấy nó rồi, nhìn thấy sức mạnh của cấp số nhân rồi, thích nó rồi, yêu nó rồi,
thậm chí mất ngủ về nó rồi. Nó như một điều sai lầm xảy ra khi ở đây này. Bản thân Trang, trước khi vào series, Trang đã từng gặp phải cái sai lầm như này rồi. Đó là khi mà Trang nhớ như in lần đầu tiên Trang tuyển được hai em. Khi mà em ý làm spa, đó, Trang tuyển được hai người vào kinh doanh theo mạng, kinh doanh làm F1 của mình ý. Cả nhà mình, Trang buồn cười lắm, kể câu chuyện này ra cả nhà mình đừng cười Trang nhé. Nhưng mà đó là sự thật, bởi vì sao? Lúc đấy Trang tuyển dụng được hai người ấy, và Trang ngồi tuyển xong rồi, em ý đồng ý với Trang làm rồi. Đó, sau đó thì như này. Sau đó thì em ý không làm gì. Ký mã xong không làm gì. Và mình cứ ở nhà mình cũng không làm gì, mình cứ chờ đợi, mình ngồi ở nhà mình nằm nhá, mình hy vọng nhá, mình chờ đợi là ồ này cái em này này, em ý làm này sẽ thế này này này, tức là mình vẽ ra y hệt giống cái sơ đồ này này cả nhà, y hệt giống cái sơ đồ này này. À, hai người tiền được hai người rồi, ok rồi đó. Xong đó thì 8 người này, 16 người này, mình nghĩ ra bảo hai người nghĩ là mình xong nhiệm vụ rồi đây đó. Xong đó ba người mình tuyển được xong rồi, ba người rồi, thì tức là mình không làm gì và mình chờ đợi, và mình cứ chờ đợi như vậy. Xong đó thì cuối cùng em ý cũng chả làm, chả có bất kể một cái doanh số như thế nào, bởi vì lúc đấy mình không có hiểu, mình chỉ nhìn thấy con số này và mình thích rồi, rất rất là thích những con số này, nhưng mình không hiểu bất kể một cái điều gì trong này cả, mình chưa có được học, chưa được ai đào tạo, chưa hiểu về cái gì cả đó. Và Trang tin chắc chắn rằng có rất là nhiều anh chị em nhà mình khi nhìn thấy con số này thích, nói thích không, thích giống Trang không, giống đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mắc cái sai lầm này này. Bởi vì sao? Chúng ta nghĩ là tuyển dụng được rồi là có tiền, tuyển dụng được rồi là có tiền. Trời ơi, không bao giờ có cái mùa xuân đó trên cuộc đời này đâu ạ. Bởi vì Trang đã chứng kiến một cái chị, thật sự là Trang cảm thấy rất là tiếc cho chị đó. Chị trong đội ngũ của Trang luôn. Chị là người, cho đến nay, chị là người tuyển dụng giỏi nhất trong đội ngũ của Trang. Nhưng mà hiện nay thì không còn tồn tại trong đội ngũ nữa cả nhà. Bởi vì Trang đã chứng kiến có những cái buổi chia sẻ OPP offline, chị có thể mời 20 người cùng một lúc. Chị giỏi nhất trong việc mời. Nhưng mà để mà dẫn dắt bất kể một ai thì không có một ai làm cùng chị cả. Có thể trong đội ngũ có khoảng 20, 30, 50 tư vấn viên ký hợp đồng rồi, nhưng sau đó cuối cùng không còn lại bất kể một ai cả. Cho nên cả nhà mình nhớ đến con số 80% đầu tiên Trang nói chứ ạ. Tiền đến từ học và đào tạo lại người khác. Nếu chúng ta không giúp họ hiểu về cái ngành kinh doanh này, nếu chúng ta không đào tạo được họ, không dẫn dắt họ được, không giúp họ vượt qua được những cái rào cản, thì làm sao chúng ta có tiền, đúng không ạ? Tuyển dụng chỉ có 18% thôi, 18% rơi vào những người may mắn. May mắn nghĩa là sao? Nghĩa là chúng tuyển được họ, vứt vào đội ngũ này. Chúng ta có một đội ngũ siêu tuyệt vời rồi. Đó, có một hệ thống, có một quy trình sẵn sàng rồi. Nếu chúng ta vứt ai đó vào đây, chúng ta tuyển dụng đấy, tuyển dụng sau vứt họ vào đây này. Đó, thì may mắn chúng ta sẽ được 18% may mắn, chúng ta sẽ thành công được là bởi vì sao? May mắn. Chả cần đào tạo, chả cần dạy gì. Đó, người ta tự vào người ta học. Đó, những con số đấy chỉ chiếm 18% thôi. Nếu mà chúng ta muốn nâng cao cái khả năng thành công của chúng ta lên là 80% ấy ạ, thì chắc chắn chúng ta cần phải học và đào tạo lại được người khác, thì chúng ta mới có được nhiều tiền ở công việc này được. Đấy, cho nên là cái việc mà chúng ta tuyển dụng đã là một phần cực kỳ quan trọng rồi. Nhưng cái việc chúng ta hướng dẫn, dẫn dắt, đào tạo, giúp họ vượt qua mọi những cái rào cản trong suy nghĩ của họ, đấy mới là một cái điều mà cực kỳ quan trọng trong cái công việc này. Được chưa ạ? Đó. Cho nên là chúng ta cần phải dẫn dắt, đào tạo và hướng dẫn giúp họ được, đúng không ạ? Khi chúng ta chưa có tầng 1. Khi chưa có tầng 1 thì chúng ta ước mơ có tầng 1. Ở trong đội ngũ của Trang thì có một anh tên là Kiểm. Anh ấy là một người rất là trẻ, trời ơi, sinh năm 7 mấy, nhưng mà Trang nhìn ấy trẻ, siêu trẻ luôn. Mà anh ấy hàng tháng anh bán rất là siêu, 1.000, 2.000 điểm. 2.000 điểm, 2.500 điểm, bán rất nhiều luôn. Nhưng mà anh bảo anh ước mơ, bây giờ anh chỉ ước mơ duy nhất một điều, đó là tuyển dụng được tầng 1 thôi em ạ. Anh muốn tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi mình có tầng 1 là như thế nào cả nhà. Nhưng mà mấy tháng rồi anh vẫn chưa tuyển được. Cho nên là cả nhà mình hãy trân trọng khi chúng ta đã có tầng 1, chúng ta hãy trân quý họ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta tuyển dụng họ đã khó rồi, chúng ta giữ họ ở lại bên mình lâu hơn, đi cùng mình xa hơn, đi mãi mãi với mình, đó lại là một cái điều mà chúng ta khó hơn nữa, và chúng ta cần phải học hỏi nhau,
đúng không ạ? Đó, cho nên là biết bao nhiêu con người ở ngoài kia họ còn đang từ chối mình, họ còn chưa roi vào, đúng không ạ, chưa roi vào đội ngũ của mình. Vậy mà có những người ta đã bước vào đội ngũ của mình rồi, người ta đã bước vào cuộc đời của mình rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần phải giúp họ đi đến cái con đường thành công là cái việc cực kỳ quan trọng. Cho nên một cái điều chân thành Trang muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em nhà mình, đó là trước khi chúng ta muốn trở thành một cái bậc thầy xuất chúng ấy, thì chúng ta cần phải trở thành một học trò xuất sắc đã. Chúng ta cần phải học cực kỳ nghiêm túc đó. Sau đó chúng ta hướng dẫn, đào tạo, dẫn dắt, giúp những cái tư vấn viên của mình vượt qua những cái rào cản trong suy nghĩ nhé cả nhà nhé. Tất cả mọi rào cản nó nằm trong suy nghĩ của chúng ta cả. Rào cản không nằm ở bên ngoài, rào cản nằm trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Đó, cho nên là cái việc của mình đã tuyển dụng họ vào rồi, chúng ta cần phải có trách nhiệm với những người chúng ta tuyển dụng ra. Đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của họ. Chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình nữa. Đó, cho nên là một lần thôi, nếu chúng ta đã roi vào cái môi trường series này rồi, thì chúng ta hãy thực sự nghiêm túc học hành, rèn luyện nó một cách cực kỳ nghiêm túc để chúng ta có thể thực hiện hóa ước mơ của cuộc đời mình. Chứ còn thực ra ấy, mơ thì ai cũng biết mơ, mơ thì ai cũng mơ được, khát khao thì ai cũng khát khao được. Nhưng mà chỉ có hành động mới giúp chúng ta thực hiện hóa cái điều đó thôi. Đừng để cho cái ước mơ của mình mãi vẫn chỉ là mơ ước mà thôi. Đó, cho nên là chúng ta cần phải giúp cho những tầng 1 của chúng ta có được điều đó nhá. Và một cái từ khóa cực kỳ quan trọng trong cái công việc này này, trong cái việc mà chúng ta tuyển dụng và có những cái tầng 1, tầng 2, tầng 3 của chúng ta này này. Đó, cái từ khóa cực kỳ quan trọng đó là cái từ sang số. Nếu anh chị em nào nhà mình đã đặt cái quyển sách 10 bài học trên chiếc khăn ăn thì chúng ta không thể quên cái bài học này. Đó, bài học về sự sang số. Sang số nghĩa là sao? Các anh chị em nhà mình chắc là cũng đã đi xe số hết rồi đúng không ạ? Đó. Chắc đã đi xe số thì chúng ta rất là hiểu. Nếu mà chúng ta, cái xe số ấy, nếu chúng ta để ở số 0 ấy, chúng ta có đi được không ạ? Chúng ta ga nó có đi được không ạ? Đó. Thì chúng ta hình dung này, như là bạn ở trong doanh nghiệp này vậy. Bạn, nếu chỉ có một mình bạn thôi thì bạn đang ở số 0. Bạn đang ở số 0 thì chúng ta không bao giờ có thể tiến về đích được. Chỉ có dậm chân tại chỗ. Cho nên tại sao cái việc bán hàng ấy, nó chỉ chiếm 2% cái sự thành công của mình ở series thôi. Đó. Đó, đấy lý do là tại sao vừa nãy bán hàng chỉ chiếm 2%. Có nhiều người bảo ôi tại sao cái ngành bán hàng này mà lại chỉ chiếm 2% là sao? Đấy, lý do là vì đấy. Đó, cho nên cả nhà mình có thể để ý cái điều này nhá. Nếu bạn chỉ tập trung vào bán hàng thôi, dù bạn có thể bán được 1.000, 2.000, 5.000 điểm, nhưng mà điều đó không bao giờ bền vững được, và chúng ta không bao giờ có thể tiến được về cái vạch đích từ đâu. Đó, cho nên là cái việc quan trọng, vẫn trở lại về cái bài học, việc quan trọng là chúng ta cần phải tuyển dụng được tầng 1 của chúng ta. Nếu chúng ta tuyển dụng được tầng 1 là F1 của chúng ta này, đó, thì cũng giống như là cái chiếc xe của chúng ta về số 1, đó, khi chúng ta tích lên số 1. Đó, cả nhà mình đi xe số chúng ta biết rồi, nếu tích số 1 thì xe nó cũng chạy được tí thôi, nhưng mà nó sẽ bị giật. Đó, đi rất là chậm và bị giật thì chúng ta không bao giờ có thể đi nhanh được. Và biết bao giờ với cái xe số 1 thì biết bao giờ chúng ta mới bò được về đích, đúng không ạ? Có khi chưa bò được về đích nó đã bị hỏng xe rồi. Đó, cho nên là cái việc mà chúng ta cần phải sang cái số 2 là cái việc rất là cần thiết. Chúng ta đó, tuyển dụng ra tầng 1 của mình. Sau đó chúng ta cùng với tầng 1 của mình tuyển dụng ra tầng 2. Đó, khi chúng ta giúp tầng 1 tuyển dụng ra tầng 2, nghĩa là chúng ta đang đi xe ở số 2. Đó, đi xe ở chỗ 2 thì chúng ta cũng gọi là ok, đi được. Đó, đi được chút xíu, tí, chậm, đi được chậm. Đó, nhưng để tiến về đích, chúng ta chỉ có duy nhất một cách là sang số tiếp theo thôi. Đó, để tiến về đích nhanh hơn, êm hơn, ngon hơn thì chắc chắn chúng ta cần phải sang số 3, thì nghĩa là chúng ta sẽ cùng với tầng 1 giúp tầng 2 tuyển dụng ra tầng 3. Thì khi đó xe của chúng ta đi ở số 3. Đấy, đi ở số 3 thì đi cũng được,
đi nhanh dần rồi đấy. Đó. À, nhưng mà nó vẫn chưa hết gái số được. Đó. Cho nên là cái việc quan trọng hơn nữa đó là chúng ta giúp tầng 1, giúp tầng 2, giúp tầng 1 biết cách giúp tầng 2 đó, tuyển dụng ra tầng 3. Sau đó tầng 1 của chúng ta biết cách giúp tầng 2 tuyển sang tầng 3, tầng 3 tuyển ra tầng 4 đó. Khi mà chúng ta có tầng 4 rồi, chúng ta sẽ như là chiếc xe số đi ở số 4 ấy. Thì khi mà chúng ta đi ở số 4 rồi thì cảm giác đi rất là êm ái, đúng không ạ? Chúng ta có thể vít ga nó hết ga hết số, và chúng ta sẽ nhanh chóng tiến về cái đích. À, cái đích của chúng ta là bờ biển Hy Lạp, cái đích của chúng ta là thủ lĩnh quốc tế, có đúng không ạ? Cái đích của chúng ta là trở thành thủ lĩnh truyền cảm hứng, dẫn dắt những tư vấn viên đi cùng mình để có thể thực hiện hóa ước mơ của cuộc đời họ. Đó, thì đấy là cái đích của chúng ta. Đó, và khi mà chúng ta đạt được đến tầng 4 rồi, chúng ta đi được đến cái đích tầng 4 này thì chúng ta có thể trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp, trở thành thủ lĩnh của series, và khi đó thì chúng ta không thể ngăn được tiền nó chảy về tài khoản của chúng ta đâu ạ. Đó, cho nên là cái khóa cực kỳ quan trọng để cho các anh chị em nhà mình lưu ý đó là cái từ khóa sang số. Hãy nhanh chóng nhất sang số cho bản thân mình và các tầng 1 của mình để làm sao chúng ta có một cái doanh nghiệp bền vững và cứ thế chạy bon bon đến cái đích. Ok, tiếp theo một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta làm cái doanh nghiệp này. Một vài những cái lưu ý đó là chúng ta muốn sang số càng nhanh, muốn sao chép càng nhanh thì chúng ta cần phải đơn giản hóa. Cái từ khóa đơn giản hóa là một cái từ cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Đơn giản thì mới dễ nhân bản được. Thì mới dễ nhân bản. Đó. Nếu mà chúng ta làm một cái việc mà nó khó, ví dụ chỉ có tiến sĩ, giáo sư mới làm được thôi, thì làm sao những nông dân làm được, những người học hết lớp 3, lớp 8 làm được, có đúng không ạ? Đó, cho nên là đơn giản hóa là một cái từ cực kỳ quan trọng. Tiếp theo nữa đó là phải làm việc theo quy trình. Ở series chúng ta đã có một cái quy trình, chú ơi, vô cùng tuyệt vời rồi. Chúng ta join vào đấy và chúng ta chỉ cần phải học thôi. Quy trình từ A đến Z, bước 1 cần làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì. Trời ơi, chẳng khác gì thôi hộ anh được. Thì em ăn thì em no, đúng không ạ? Anh mới no chứ. Đó, cho nên là làm việc theo quy trình. Và chỉ có cái quy trình này mới giúp cái đội ngũ của chúng ta nó thần tốc như vậy rồi. Nếu mà không có quy trình thì anh làm một nẻo, tôi làm một nẻo, thì làm sao mà chúng ta có thể tiến về đích nhanh như vậy? Làm sao mà có thể có nhiều thủ lĩnh xuất thần như chị Anna Nguyễn, đúng không ạ? Đó. Đào sâu đến nền đất cứng. Đào sâu đến nền đất cứng nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta cần phải sao sát đến tận tầng 4, tầng 5. Tất cả những người mà là con tàu vàng, chúng ta cần phải giúp họ nó để có thể làm sao mà giúp cái doanh nghiệp của chúng ta là đi đến cái tầng sâu nhất. Một cái câu nói mà Trang rất là thích đó, ở cái công việc này, ở cái phần này này, đó là nếu có việc gì đó mà chỉ bạn làm được mà những người khác không làm được hoặc rất ít người làm được thì không nên làm. Thì không nên làm nhé. Đương nhiên bạn làm chả ai cấm bạn cả. Nhưng bạn chọn đúng hay chọn thành công? Cùng là một việc chúng ta làm, cùng là một thời gian chúng ta làm, chúng ta có muốn đi sơ đồ trả thưởng không? Đi hết nhanh không ạ? Nhiều người bảo, ui, em chả thích đi nhanh, em thích đi chậm. Thì đấy là cái câu mà Trang thấy đâu. Nhiều người cùn quá và em chả thích đi nhanh, em thích đi chậm. Không có đúng, không có sai. Nhưng nếu mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta không sao chép được cho đội ngũ của chúng ta thì làm sao chúng ta sang số được? Làm sao chúng ta nhân bản được? Có phải không ạ? Trang lấy ví dụ như này này. Nhiều người xin lỗi cả nhà nhé, Trang đã lên thủ lĩnh cách đây 8 tháng rồi, nhưng mà thì có nhiều người hỏi thế, cái follow 4 này thành phần nó có cái gì, canxi nó có cái gì. Thực sự thì đến bây giờ Trang không nói được tất cả các thành phần và cũng không nói được cái thành phần của các cái sản phẩm đâu cả nhà. Thực sự luôn, bởi vì sao? Trang hiểu của cái ngành kinh doanh này nó là sự đơn giản. Nhiều người Trang tuyển dụng, bởi vì đội ngũ Trang có nhiều cô, nhiều chị ở bên Herbalife mà. Có cô nói với Trang như này. Cô bảo là ta chả hiểu tại sao mày lên thủ lĩnh mà mày có thu nhập như vậy. Mày không biết. Bảo vâng, thế cô ạ, đấy, cô thấy không ạ, cháu ngu ngơ như thế mà cháu còn lên thủ lĩnh có thu nhập như này. Những người mà xuất sắc, xuất chúng như cô thì vào không biết nó sẽ phát triển như nào nữa. Đó, thì người ta lại tịt luôn, người ta chả nói gì nữa. Nhưng mà ý Trang nói ở đây là như này.
Thực ra ấy, bản thân Trang là khi vào series gần như là Trang học những cái bài học của thủ lĩnh Trương Huy Cường nói gì Trang làm theo. Đó. Mình thích đi chia sẻ, nhà mình thì có ba bà chị dâu, cứ có một nhóm bốn, nhóm là bốn chị em gái. Mình dùng cái gì mình post lên đấy, đây này, em dùng cái này, ủi em thấy này này. Thế là gần như là hàng hóa không phải bán ra bên ngoài bao giờ cả nhà, không bao giờ phải bán ra bên ngoài cả. Bởi vì sao, nhà mình các thành viên đã xài hết rồi, lấy đâu ra mà có sản phẩm bán ra ngoài. Thời gian đấy mình đi truyền cảm hứng, chia sẻ cho những có những người khát khao ước mơ giống như mình để mình làm. Và nếu mà ví dụ, nếu mà suốt ngày cứ phân tích thành phần sản phẩm này có thành phần này, thành phần kia, thì thực ra chỉ có những người có chuyên môn thì người ta mới làm được, hoặc những người mà người ta giỏi giỏi. Nếu mà một bà nông dân hoặc một cô bán cá, đúng không ạ, học sinh lớp 3 thì làm sao mà sao chép được. Cho nên là chúng ta cần phải đơn giản hóa cái công việc của chúng ta. Đó, đơn giản hóa cái công việc. Chúng ta dùng sản phẩm, chúng ta cảm thấy như thế nào, dùng mỹ phẩm cảm thấy da nó mịn như thế nào, nó trắng như thế nào, dùng kem ngày kem đêm nó như nào, nước hoa hồng như nào, chúng ta kể như vậy thôi. Chúng ta đâu cần phải biết là ở trong này có thành phần gì đâu, đúng không ạ? Nhiều người nói với Trang là thế cháu có dùng cái này mà cháu có biết là nó biết thành phần không, biết như nào mà cháu lại dùng đó. Thì Trang nói như này này, cháu chả biết là trong này có thành phần gì, nhưng mà cháu cách đây 3 năm cháu cân đo, cân quét chỉ số cháu đi ra viện cháu kiểm tra thì mỡ nội tạng thừa, mỡ nội tạng này, thiếu hụt canxi trầm trọng này. Đó, tuổi lúc đấy cháu 28 tuổi mà người ta đọc cháu là 31 tuổi. Đó, còn bây giờ thì khi mà cháu cân quét chỉ số thì bây giờ lượng canxi hoàn hảo. Cơ thì như một vận động viên, không hiểu tại sao cơ mình như vận động viên luôn. Kiểm tra thực nhá cả nhà nhá. Kiểm tra chỉ số thực ở bên trong cơ thể mình ấy, lượng mỡ thừa thì không có một tí gì luôn. Đó. Và canxi thì hoàn toàn đầy đủ và gần hoàn hảo. Và cô ấy cho mình 10 cộng luôn về các chỉ số bên trong. Cháu chả biết cháu sau 2 năm cháu dùng cháu được như vậy. Đấy, thì khi mà mình nói như vậy người ta im luôn, người ta chả nói gì khác. Đó. Cho nên đấy là cái sự đơn giản. Đơn giản tức là mình kể. Ai chẳng có khả năng kể chuyện. Chúng ta kể chuyện từ bé đến lớn. Từ khi chúng ta sinh ra đến khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn kể chuyện hàng ngày đấy thôi. Đúng không ạ? Hoặc là khi mà chúng ta mua bất kể một cái đồ gì tốt hoặc cái đồ gì ngon ở trong gia đình nhà chúng ta ấy, chúng ta có phải là chẳng ai cho tiền chúng ta cũng đi nói không ạ, chúng ta cũng đi kể không ạ? Hàng xóm nhà Trang kể rất nhiều, ủa chị mua được cái nước rửa bát này nó rẻ, nó tốt thì cũng kể, cái gì người ta cũng kể. Nhưng mà kể có được tiền không ạ? Đó, nhưng ở series thì khi mà chúng ta chỉ cần kể cái điều đó ra thôi, nó kể những cái thứ mà chúng ta dùng, kể cái kết quả mà chúng ta nhận được, là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể có tiền được ở series. Và chúng ta học cái cách kể như thế nào, học cái cách giúp người khác kể như thế nào để chúng ta có nhiều tiền, thì đấy lại là một cái câu chuyện chúng ta cần về giúp nhau, đúng không ạ? Vì như vậy là sẽ không sao chép được và không sang số được, không đào tạo sâu xuống nền đất cứng được, cho nên là khó thành công. Cho nên là chúng ta hoàn toàn giản hóa cái quy trình, đơn giản hóa cái cách làm của chúng ta đó, để bất kể ai trong đội ngũ của chúng ta cũng có thể làm được. Có một cái câu mà Trang rất là thích, Trang rất là thích cái câu nói của Warren Buffett, đó là nếu không thể tìm được cách kiếm ra tiền ngay cả khi mình đang ngủ, rất có thể bạn sẽ phải làm việc cho đến hết đời. Trang rất là thích cái câu nói này. Đó, chính vì vậy mà Trang cực kỳ cảm thấy biết ơn Siri. Trời ơi, tại sao trên cuộc đời này lại có thể có một cái điều mà nó tuyệt vời như vậy. Trang chưa bao giờ nghĩ trước kia, chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể có những cái thu nhập mà thậm chí trong mơ mình chả giờ mơ đến. Mình nghĩ là mình có thu nhập khoảng 20-30 triệu là trời ơi, tuyệt vời lắm rồi. Tuyệt vời lắm rồi ấy. Trước kia khi mà Trang bắt đầu vào series, Trang khi mà thủ lĩnh cao cấp hồi xưa mới chỉ là nhà tư vấn chuyên nghiệp thôi, Ngô Thị Hạnh ý, chị đứng trên bảng chị nói với Trang y hệt cái câu như này này, bây giờ ước gì mình chỉ cần thu nhập 20 triệu và dừng ở đấy mãi thôi cũng được, là mình cảm thấy hạnh phúc, phải hạnh phúc lắm rồi ấy. Đó, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị cô chú có mặt hiện hữu ở trong Zoom này này, đó, mà bây giờ cảm thấy nếu thực sự mình có thu nhập 20 triệu ở series, đấy đã là một cái điều vô cùng tuyệt vời và là một niềm khát khao mà chúng ta đang mong muốn, thì giơ ngón tay cái cho nhìn được không ạ? Đây, để nguyên để Trang nhìn nhá.
Ok, ok, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị. Đó, đó thì đấy đấy là ước mơ của chúng ta đúng không ạ? Nhưng Siri nó sẽ giúp chúng ta, nó sẽ trả công cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta tưởng đấy ạ. Chắc chắn là nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang tưởng tượng trong đầu của mình. Đó. Đó. Và bài chia sẻ của Trang đến đây là kết thúc rồi. Đó. Chúc các bạn thành công và sẽ có một cái sự nghiệp phát triển tuyệt vời ở Siri. Đó. Và bao nhiêu trong số tất cả các cô chú, anh chị đâu đó đã học được rất là nhiều bài học sau cái buổi chia sẻ của Trang thì có thể giơ ngón tay cái ủng hộ Trang được không ạ? Ok, cả nhà mình có thể giơ ngón tay cái cho nhìn nào. Ok, khá nhiều. Ok, cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị. Và bài chia sẻ của Trang thì nó cũng đã có slide rồi. Và gần như đâu đó chúng ta được nghe trên YouTube rồi đúng không ạ? Rất là nhiều. Và ngày hôm nay Trang hệ thống hóa lại cái bài học của thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Nguy Cường để Trang giúp một vài những anh chị em mới chúng ta chưa hiểu về những cái bài học đầu tiên ở series nó là như thế nào. Thì để cho chúng ta hiểu rõ hơn về những bài học đầu tiên. Phút cho tất cả những anh chị em nhà mình, nếu chúng ta có bất kể câu hỏi gì về những bài học Trang vừa chia sẻ, hoặc chúng ta có những câu hỏi gì về tuyển dụng, về đào tạo, về hướng dẫn tư vấn viên, chúng ta có thể mở mic hỏi hoặc là chia sẻ với tất cả các anh chị em nhà mình để cùng giao lưu nhé. Ok, xin mời tất cả nhà mình ạ. Xin mời. Chúng ta có mở được mic không ạ? Thủ lĩnh quốc gia Phan Trọng Tấn giúp các anh chị em nhà mình có thể mở mic giúp em được không ạ? Có thể mở mic giúp em được không ạ? Ok, mọi người mở mic. Cả nhà mình xưng tên ạ. Tên ạ. Xin mời nói tôi xưng tên ạ. Em. À, xin mời em ạ. Em là ai xưng tên ạ? Em vẫn đang thắc mắc một câu hỏi thì em vẫn hỏi thủ lĩnh của em, nhưng mà em vẫn muốn hỏi lên trên đây để mọi người có cách giải quyết thêm cho em. Đó là em vẫn định hình được cái một số tư vấn viên, tức là khi mà em tuyển vào rồi á, thì lúc chị Trang nói là mình tuyển vào rồi nhưng mà mình phải đào tạo để giữ họ lại á. Nhưng mà có những người mà lúc đầu thì tuyển họ vào thì họ hào hứng lắm, nhưng mà sau mấy bữa học, sau mấy buổi họ vào Zoom học á, thì nhắn tin gì cả, họ cứ đọc tin nhắn thôi, xong họ chả nói gì cả, chả cho mình đào tạo. Thì em theo như chị thì em cũng định hình được là nếu mà họ không chịu học thì em cũng nghĩ là sẽ đi tìm người khác, còn để cho họ vậy. Ok, cảm ơn chị Loan đúng không ạ? Chị tên là Loan đúng không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của chị Loan. Nghĩa là bây giờ chị muốn hỏi là như này. Chị muốn hỏi là làm thế nào để giúp họ vào học được đúng không ạ? Hay làm thế nào để họ học đúng không ạ? Họ chịu khó học đúng không ạ? À, ok. Em sẽ giúp chị Loan cái trả lời câu hỏi này nhá. Cả nhà mình hình dung như này này. Một cái điều chắc chắn mà chúng ta cần phải đồng ý với nhau là như này. Đó là chúng ta không thể thành công được nếu chúng ta không học và làm theo đội ngũ. Một điều chắc chắn là như vậy. Trang chưa thấy một thủ lĩnh nào nếu mà không roi vào đội ngũ, không làm theo quy trình mà lại thành thủ lĩnh được cả. Hiếm lắm, chả có ai. Đúng không ạ? Chúng ta phải đồng ý với nhau quan điểm như vậy. Cho nên là cái mục đích chúng ta muốn dẫn họ vào Zoom học, đó là chúng ta đã biết được cái điều đó rồi. Chúng ta là người trong đội ngũ thì chúng ta biết rồi. Và cái cách nào có thể đưa họ vào học thì cần phải có một cái trình đó, một cái hành trình để chúng giúp họ nhận ra điều đó. Có một cái điều mà các tư vấn viên hay sai lầm, đó là hay nhắn tin cho những tư vấn viên của mình: mày vào học đi, tại sao không vào học, không vào học làm sao thành công được, đây này, đường link Zoom này, vào học đi. Và cứ gọi điện và nói vào học đi. Người ta sẽ không bao giờ vào học cho đến khi người ta hiểu tại sao người ta lại phải cần phải vào để học. Đúng không ạ? Ví dụ cứ bảo vào học đi còn ghét hơn, thậm chí chả nhắn tin trả lời, thậm chí chặn luôn số là đúng vậy. Rất là nhiều những người mà dặn vào học đi không học. Nhưng mà đối với em Trang ấy, thì em có một cái cách dẫn dắt nó rất là từ từ, một cách như này này. Có những người mà người ta máu thì mình có thể dùng những cái ngôn từ, cái đối tượng, cái thị trường mục tiêu ấy, thì chúng ta cần phải biết
cái người đấy thuộc cái thị trường mục tiêu gì, làm công, làm chủ, đã từng kinh doanh theo mạng đó, hay làm bác sĩ, dược sĩ, đúng không ạ? Phải biết họ là ai, họ như thế nào, họ đang như thế nào. Và khi chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta hãy nói về những điều mà họ mong muốn. Em Trang lấy ví dụ, có rất là nhiều người thực sự khát khao ô tô, khát khao tiền, khát khao danh vọng, tức là người ta rất là khát khao một cuộc đời thành công. Trang lấy ví dụ điển hình giống như Trang. Trang có một ước mơ như này này, và cái ước mơ này không ai biết ngoài ông chồng của mình đó. Bởi vì ông sống với mình, ông rất là hiểu mình không ham tiền tài, không ham cái gì, mà chỉ ham duy nhất một thứ thôi, là để thể hiện bản thân mình. Rất là thích thể hiện bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì Trang muốn khẳng định mình để giúp mình thành công đỉnh cao được. Cho đến khi biết được tiến Siri thì chúng ta cần phải nắm bắt rất là kỹ cái khát khao đó của một đối tượng tư vấn viên của chúng ta. Chúng ta phải nói với họ như này này. Bây giờ em ví dụ Trang có tầng 1 muốn có ô tô. Cậu muốn có ô tô đúng không? Muốn. Và thế theo cậu nghĩ bây giờ thì cái cách làm như thế nào để nhanh có ô tô nhất? Không trả lời được. Cậu có muốn tớ chỉ cho một cái cách ngắn nhất để giúp cậu đạt được xe hơi không? Ngắn nhất. Mà chỉ có cái cách này mới giúp được thôi nha, không có bất kể một cái cách khác đâu. Các bài toán thì có nhiều cách giải. Nhưng riêng cái cách con đường ngắn nhất để nhận xe hơi là gì biết không? Là vào Zoom đều đặn. Mình nói với họ 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày chắc chắn họ sẽ vào Zoom để họ học. Một là học để có xe hơi nhanh nhất, hai là không học và chả có gì hết. Thì lựa chọn nằm ở họ. Đương nhiên có những người vẫn không học, thì đấy là quyền lựa chọn của họ. Và khi chúng ta đã làm hết những nỗ lực của chúng ta rồi, và dần dần chúng ta chia sẻ với họ như vậy đó, sau đó thì chúng ta dẫn dắt họ dần dần. Còn có những người mà như này này, có những người thì Trang không có đủ kiên nhẫn để làm như thế với họ, mà Trang bạc luôn. Nói luôn, dùng những ngôn từ mạnh. Và bây giờ nhá, có những người Trang nói như này này. Bây giờ nhá, cậu có thực sự cảm thấy vui khi cậu làm công việc hiện tại không? Không vui lắm mà. Không vui tại sao làm? Không vui tại sao làm? Bảo chứ chả có việc gì làm. Bảo là thế, cậu thử hình dung ra xem 5 năm nữa, 10 năm nữa nếu cậu vẫn làm cái công việc đấy thì cuộc đời cậu sẽ như thế nào? Chẳng lẽ mình sinh ra trên cuộc đời này đã mất công sinh ra trời đất phải để lại dấu ấn gì cho cuộc đời này chứ? Chẳng lẽ sinh ra trong cuộc đời đẻ 2-3 đứa con rồi xong đi làm nhìn 4 bức tường rồi xong già rồi chết đi à? Bà muốn sống cuộc đời nhạt tuẹt như thế không? Trang hay nói những cái câu chuyện vui như vậy lắm. Và tự nhiên từ những cái rất là gần gũi, từ những cái rất là tự nhiên, họ lại làm với mình. Chứ đôi khi chúng ta nói quá nhiều, hoặc là chúng ta nói về những cái điều mà nó hơi bị mông lung ấy. Nếu mà chúng ta nói quá nhiều về Siri, về những cái điều mà ở trong này chúng ta biết ý, thì ở bên ngoài nó không hiểu đâu. Cho nên Trang hay nói về những cái điều rất là tự nhiên, gần gũi. Chính vì vậy mà thực sự ý, bản thân Trang ý, khi tuyển dụng bất kể một ai nhá, bất kể một ai, nếu mà là Trang tuyển dụng trực tiếp ra, thì gần như tất cả những anh chị em tư vấn viên ở đi cùng Trang ý, là đều là những người hoàn toàn thay đổi sau một thời gian rất là ngắn. Bởi vì Trang chỉ đánh vào tư duy thôi. Trang không bao giờ bảo vào Zoom học đi, lấy sản phẩm đi, dùng đi đâu. Trang chẳng nói gì về những cái điều đấy cả. Chỉ nói về tư duy thôi. Luôn luôn đánh vào tư duy đấy. Nếu mà cậu làm như vậy cả cuộc đời 5 năm nữa, 10 năm nữa cậu sẽ như thế nào? Cho nên là để thay đổi tư duy một người thì cần phải có một người nào đã có tư duy rồi mà người ta chưa có công cụ, thì mình cần phải hiểu về sơ đồ trả thưởng, hiểu về Siri có những lợi thế như thế nào để có thể cạnh tranh với những cái công việc, công cụ kinh doanh ở bên ngoài. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải tùy thuộc vào cái đối tượng mà chúng ta chia sẻ, đối tượng tư vấn viên của chúng ta ấy, chúng ta mới phải biết cần làm gì với họ. Cho nên là một cái câu mà Trang muốn chia sẻ với các anh chị em nhà mình này, có rất là nhiều người nói với Trang rằng chị ơi, cái chị bảo hiểm như thế nào? Đấy, hoặc là chị ơi cái trường hợp này thì em tuyển như thế nào?
thì bảo chị chả biết tuyển như nào em ạ. Mà sao chị lại nói thế? Bảo là thực ra ấy, cái sự linh hoạt trong cái công việc này là cực kỳ quan trọng. Kiến thức nhá, ví dụ Trang vừa chia sẻ với các anh chị em nhà mình, kiến thức nó chỉ chiếm 10% thành công của các anh chị thôi. Và mọi kiến thức hay ho nhất trên cuộc đời này nó cũng chỉ chiếm 10% thôi. Nó không chiếm nhiều hơn đâu ạ. Dù các anh chị em có một biển 13 quyển sổ trong chép về series này, nhưng nếu 13 cái quyển đấy mà nếu cho vào cho anh chị em đấy, Trang cho hết. Bài đào tạo nào Trang có, Trang cho hết. Nhưng nếu chúng ta cứ ôm cái kiến thức đó mà chúng ta không thực hiện, không hành động, không chuyển hóa kiến thức đấy thành kết quả, thì mãi mãi chúng ta vẫn chỉ nằm ở vị trí hiện tại mà chúng ta làm thôi ạ. Cho nên cái việc mà Trang luôn luôn nói với tư vấn viên của Trang đó là, nhiều người hỏi Trang, chị ơi em làm thế này có được không? Cái điều mà Trang luôn luôn nói với họ là, em ơi hãy làm đi. Cái điều mà chị luôn luôn nói với em đó là hãy làm đi. Bởi vì chỉ có khi làm chúng ta mới hiểu được là cái cách làm như thế nào mới phù hợp với mình thôi. Trang có cách làm khác, thủ lĩnh Hồng Hạnh có cách làm khác. Mỗi một người có một cách làm khác nhau. Và cả nhà mình có thấy không ạ? Ở series có vài chục, ở S69 của chúng ta có rất vài chục thủ lĩnh. Mỗi thủ lĩnh có một phong cách làm việc khác nhau. Mỗi thủ lĩnh có một cách làm việc khác nhau, uyển chuyển theo cái tính cách của mình. Người làm online tốt nhưng có người làm offline tốt, đúng không ạ? Nếu chúng ta chưa tốt cái gì, chúng ta học hỏi của những người tốt hơn, để chúng ta biến cái đó thành của mình. Chúng ta biến cái đó thành của mình chỉ thông qua việc hành động và làm thật nhiều mà thôi. Và một cái từ khóa quan trọng ở cái việc làm nhiều đó là, làm nhiều mà chưa tạo ra kết quả thì chúng ta cần phải xem lại, đó là làm phải rút ra được bài học. Nếu chúng ta tuyển 10 người mà chưa được ai thì chúng ta cần phải nhìn lại là tại sao? Vấn đề nó nằm ở đâu? Hãy làm việc thông minh thay vì làm việc hùng hục. Cho nên tại sao mới có một cái câu nói đó là một người lo bằng một kho người làm. Nếu chúng ta trước khi chúng ta làm, trước khi chúng ta bắt đầu vào một chặng đua, chúng ta hãy nghĩ xem chiến thuật, chiến lược, cách đua, cách làm của chúng ta như thế nào, thì cái khả năng thành công của chúng ta rất là lớn. Và thực sự đối với bản thân Trang, có được giống như ngày hôm nay, và Trang tin chắc chắn rằng tất cả các thủ lĩnh thực thụ ở series có được cái danh hiệu và kết quả như ngày hôm nay, thì một cái điều cực kỳ quan trọng, một cái từ cực kỳ quan trọng mà chúng ta chỉ cần biết cái từ này thôi là chúng ta hoàn toàn có thể thành công được. Đó là hai cái từ: tự học. Trang cực kỳ thích hai cái từ tự học này. Trang viết cái từ tự học thật to, Trang dán lên tường. Cho nên tại sao mà Trang đâu cần phải thủ lĩnh nào dẫn dắt trực tiếp của mình đâu. Chỉ trong thời gian đầu Trang không biết cái gì, Trang hỏi. Trời ơi, lên YouTube, lên S69 này, gõ Trương Huy Cường, gõ Anna Nguyễn, trời ơi, ra một loạt, gõ Siri ra một loạt. Không có bất kể cái gì thiếu ở trong đó cả. Cái slide ngày hôm nay, hôm qua Trang mới nhận được cái lịch hôm nay Trang đào tạo. Và thế là Trang lên trên YouTube, Trang gõ, Trang làm, Trang tự làm ra cái slide này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đó. Cho nên đâu cần phải ai dạy mình đâu. Bình thường hồi xưa nếu tư duy cũ, Trang sẽ hỏi thủ lĩnh ơi, cái này thì em đánh như này được không, em viết như này được không, nó như thế nào, Trang hãy hỏi. Nhưng bây giờ cứ dân ta thì biết xử ta, đúng không? Nếu mà không biết thì tra anh Google. Chúng ta không biết thì cứ tra, đánh và tra thì nó ra thôi. Đó, cho nên là cái hai cái từ tự học ấy, chúng ta hãy dán lên, nhìn trước mặt hàng ngày, hàng giờ, hàng ngày, hàng giờ, nhìn cái từ đấy. Và cần, chỉ cần cái từ đấy, nếu mà chúng ta liên tục rèn luyện, học tập, hành động, chúng ta hoàn toàn có thể thành công đỉnh cao ở series rồi. Bởi vì sao? Quy trình có rồi, công cụ đó có rồi, không thiếu bất kể một điều gì cả. Mà còn không thành công được thì, ôi ôi, trăm sự trách mình, vạn sự tại mình, đúng không ạ? Đó, cho nên là các anh chị em nhà mình tiến lên. Ok, cảm ơn chị Loan nhé. Ok, xin mời tất cả anh chị em khác nào. Chúng ta có muốn hỏi hoặc chia sẻ điều gì, chúng ta mở mic ạ. Tôi Nguyễn Văn Trường. Ok, xin mời anh Nguyễn Văn Trường ạ. Vâng, xin chào thủ lĩnh Phạm Trang và cùng toàn thể tất cả các cô, chú và anh chị trên Zoom. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Trường, hiện đang
làm việc ở bên Nhật. Thế tôi có một cái câu hỏi như này, muốn nhờ thủ lĩnh giải đáp. Tức là khi những cái tư vấn của viên, những cái tư vấn viên tôi tuyển vào đấy, thì cứ khi nhắc đến cái việc sử dụng sản phẩm để trải nghiệm, thì họ cứ dần dần họ từ chối, xong rồi là cuối cùng là lại không tham gia cùng với mình nữa. À, thế thì tôi tìm mãi mà cũng chưa biết được cái phương án để giải quyết cái vấn đề này như thế nào, chỉ mong thủ lĩnh giải quyết hộ. Ok, cảm ơn anh Trường. Anh Trường là đã vào series bao nhiêu lâu rồi ạ? À, tôi vào được 4 tháng rồi. À, 4 tháng. À, cái bước đầu tiên của anh ấy, cái bước đầu tiên của anh với series thì anh trải nghiệm những sản phẩm như nào? Thế thì ở bên Nhật thì thực sự là khi gửi được cái hàng sang bên Nhật thì nó rất là khó. Mà hiện tại thì tôi vẫn chưa sử dụng được cái sản phẩm nào của CBD. Nhưng mà tôi đã mua cho gia đình rất là nhiều. Dạ, và tức là mỗi tháng là tôi cứ phải đầu tư cho gia đình ít nhất là 300 điểm. Đó. Thì các cái kết quả của gia đình sử dụng thì là tôi cũng dặn người thân của mình là khi sử dụng thì sẽ có những cái biểu hiện gì thì phải ghi chép lại, thì để mình nắm bắt được những cái công dụng, cái tác dụng của cái thuốc ấy, của cái sản phẩm của mình đó. Chứ còn hiện tại thì tôi vẫn chưa được dùng cái sản phẩm của CBD. Ok, anh Trường đã tuyển được mấy tư vấn viên tầng 1 của mình rồi? Tầng 1 của tôi tính đến bây giờ thì tuyển được hơn 20 người rồi. Hơn 20 người, trời ơi, tuyệt vời quá. Hơn 20 người như vậy, đã có ai thực sự làm việc và ra doanh số chưa anh? Nhưng mà hiện tại thì chỉ có khoảng 3 người này làm việc cùng với mình. Làm việc, có dùng sản phẩm không ạ? Vâng, có dùng sản phẩm. Có dùng sản phẩm. À, ok, ở Việt Nam, ở thị trường Việt Nam đúng không? Vâng, tất cả đều ở thị trường Việt Nam hết đấy. Ok, cảm ơn anh Trường. Cái vấn đề này là em hiểu rồi đấy. Là bởi vì sản phẩm nó chưa đi vào trái tim anh. Bởi vì sao? Cái ngành kinh doanh này, cả nhà mình lưu ý nhá. Cái ngành kinh doanh này là ngành kinh doanh kết nối giữa con người với con người. Nó không phải là ngành kết nối giữa con người với sản phẩm. Nó không phải là ngành kết nối giữa sản phẩm với sản phẩm. Đó. Mà nó là cái ngành kinh doanh kết nối giữa con người với con người. Mà con người với con người là kết nối với nhau bằng cái gì? Kết nối với nhau bằng niềm tin. Khi anh chia sẻ một điều cho người khác thì anh phải chia sẻ bằng trái tim của mình. Sản phẩm nó chỉ có thể đi vào trái tim, nó đi vào tế bào của mình. Thì khi anh nói ra bằng miệng của anh, đúng không? Anh thở ra thì nó mới là siri ạ, nó mới là thực sự từ trái tim anh ạ. Còn nếu sản phẩm chưa đi vào trái tim, mặc dù có thể mình rất là có niềm tin, mình rất là tin sản phẩm, mình tin người nhà mình dùng đã có kết quả rồi, đúng không anh? Đó. Vâng, nhưng mà khi mà anh chia sẻ, thực sự khi mà anh chia sẻ với kết quả của một người khác ấy, mặc dù đấy là vợ, là bố mẹ anh, thì cái niềm tin nó không bao giờ được khẳng định 100% đâu. Cho nên là khi mà chúng ta chia sẻ vẫn có một cái điều gì đấy mà đôi khi có thể là khách hàng người ta cảm nhận được điều đấy, bạn anh cảm nhận được điều đấy mà người ta chưa dùng. Hoặc là người ta hỏi anh lại thật thà quá, anh nói là mà đúng, mình phải nói thật, anh nói tao chưa dùng. Thì khi mà nói tao chưa dùng thì rất là khó để có thể giúp một người khác dùng sản phẩm. Đấy, cho nên là đương nhiên là anh ở trên trong thị trường Nhật, nhưng mà bằng mọi cách ở hệ thống nhiều người bên Nhật mà. Đó, chỉ có mỗi tội là gửi ship sang hơi đắt thôi. Thì bằng mọi cách nhanh nhất để làm sao? Chỉ có khi chúng ta được nhìn, được nắn, được đưa sản phẩm vào miệng thì thực sự khi đấy chúng ta mới có cảm xúc. Nó có cảm xúc hơn rất là nhiều đấy anh ạ. Nó có cảm xúc hơn rất là nhiều khi chúng ta nhìn cái quyển catalog. Hoặc con người như vậy, ví dụ chúng ta nhìn thấy mặt nhau như này, nhưng mà gặp nhau, nhìn thấy nhau, cười với nhau, sờ, ôm nhau, nắm tay, bắt tay nhau, chúng ta vẫn cảm thấy cảm xúc hơn rất nhiều so với cái việc chúng ta nhìn qua màn ảnh, đúng không anh? Sản phẩm cũng vậy. Thực ra bất kể đồ vật gì, con người nào trên thế giới này thì nó đều có cái linh của nó. Nếu mà chúng ta đưa nó vào người, chúng ta mới có cảm xúc với nó. Và khi có cảm xúc, anh sẽ nói hùng hồn được giống như em. Và khi anh nói được giống như em thì đương nhiên cái người đối diện, người ta sẽ cảm thấy
là à ok, mày dùng mày có kết quả thật. Thì chính vì vậy mà mới chia sẻ với một cái năng lượng như vậy. Bởi vì sao? Cái ngành kinh doanh này cái năng lượng nó cực kỳ quan trọng. Nó đôi khi nó không còn quan trọng anh nói cái gì, mà cái cách anh nói, cái cách anh chia sẻ, cái cách anh thể hiện, cái tình cảm của anh, cái cách anh nói về sản phẩm như thế nào mới là điều quan trọng để giúp khách hàng ra quyết định là người ta có dùng hay không. Đó, cho nên là cũng chúc anh sớm có cái sản phẩm về tay để mình có thể đưa sản phẩm vào trái tim của mình, để mình có thể là chia sẻ cái cảm nhận đấy của mình cho khách hàng anh nhé. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh rất là nhiều. Dạ vâng, ok, cảm ơn anh Trường. Ok, xin mời tất cả các anh chị em khác ạ. Chúng ta có hỏi gì về cái bài học mà Trang vừa chia sẻ không ạ? Cái bài học mà Trang vừa chia sẻ chúng ta có bị vướng ở chỗ nào, hoặc là chúng ta chưa hiểu chỗ nào, thì xin mời chúng ta mở mic nhé. Tôi, Nguyễn tôi, Kiều ạ. Tôi, Phạm tôi Dũng. Ạ. À, vâng, xin mời chị Nguyễn Kiều. Xin chào anh Phạm Dũng chờ một chút. Xin chào thủ lĩnh Phạm Minh Trang và xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Kiều, năm nay 48 tuổi và đang sinh sống tại Thái Nguyên. Tôi vào CBD tháng này là tháng thứ 7. Thế nhưng mà thực ra cái tháng ngày 30 tháng 3 thì coi như là hết một tháng không có gì. Hiện tại thì bây giờ tôi đã có một cái hệ thống là có gần 50 người. Hiện tại bây giờ là có 20 tầng 1 và có những cái tầng 1 mà chưa hoạt không hoạt động thì đã bị kích ra khỏi hệ thống. Và bây giờ có gần 10 tầng 1 là hoạt động rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều mà tôi rất là băn khoăn là có một số tầng 1 là không chịu vào Zoom học. Đấy, thì tôi cũng có nhắn nhủ các bạn ấy rất là nhiều, muốn thành công hay không thì bây giờ các bạn phải học, học mới thành công được, kể cả các bạn tầng 2 cũng vậy ạ. Thì bây giờ thì xin thủ lĩnh cho một cái lời khuyên như thế nào hiệu quả nhất ạ. Ok, cảm ơn chị. Nó cũng giống như cái câu hỏi của chị Loan vừa nãy hỏi em thôi. Nhưng mà em có một cái điều như này em muốn chia sẻ với cả nhà mình, đó là chúng ta dùng cái ngôn từ nào nó phù hợp với từng đối tượng. Chúng ta đừng nói những cái kiểu như là muốn thành công phải vào Zoom, hoặc là phải vào Zoom thì mới thành công được, hoặc là phải vào Zoom đi, mày không vào Zoom thì làm sao mà mày biết mà mày làm được. Trời ơi, họ có thích điều đó hay không? Họ có thích thành công hay không? Đúng không ạ? Có nhiều người không, tôi chỉ muốn sống cuộc đời nó yên ổn thôi. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời 5 triệu, 10 triệu thôi. Thì những người như vậy, thì thực ra một cái câu lời khuyên chân thành của em Trang dành cho tất cả các anh chị em nhà mình đó là hãy để yên họ nằm đấy. Hãy để yên họ nằm đấy. Không cần phải động vào đấy. Chỉ có những người mà thực sự họ vẫn đang trăn trở hoặc là họ đang sợ một cái điều gì đấy, thì chúng ta tháo gỡ cái nỗi sợ đấy. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ có thể giúp họ được khi họ muốn mà thôi. Chúng ta chỉ có thể giúp họ được khi họ thích điều đó, họ muốn điều đó. Nhưng họ khi họ thích, họ muốn mà họ chưa có cái động lực để họ làm ấy, chưa có cái công cụ để họ làm, chưa có quy trình hoặc chưa biết cách làm, thì chúng ta sẽ giúp họ cái cách. Chứ còn nếu mà họ không muốn, họ ngồi im tại chỗ như vậy thì cái việc tốt nhất của mình đó là hãy để im họ sống với cuộc đời của họ. Để im họ đấy. Và cái cách tốt nhất của mình đó là xin mời người tiếp theo đi tìm người tốt hơn để giúp. Nếu chúng ta chưa giúp được một ai tốt hơn, nếu chúng ta cố gắng chưa giúp được một ai tốt hơn ý, thì chúng ta đừng nỗi, hãy đi tìm người khác tốt hơn để giúp. Hãy đi tìm người xứng đáng hơn để giúp. Em Trang, cái phong cách của em là như vậy. Còn đương nhiên không có đúng có sai. Chị có thể có rất là nhiều cách làm khác nhau cũng được đấy. Nhưng cái cách của em là như vậy đấy. Cho nên là chị hoàn toàn có thể tham khảo chị nhé. Cảm ơn thủ lĩnh và cảm ơn tất cả các anh chị em Thiên Dung. Dạ vâng, ok, cảm ơn chị. Xin mời anh Phạm Dũng ạ. Xin chào thủ lĩnh và xin chào hơn 900 gần 1.000 người Thiên Dung. Mình xin tự giới thiệu mình tên đầy đủ là Phạm Quốc Dũng, năm nay 57 tuổi. Hiện tại mà nói thì là mình tham gia CV thì đến giờ phút này là cũng mới được 5 tháng. Thế nhưng mà trong quá trình làm việc ấy thì phải nói là một số bạn như bạn Trường vừa mới hỏi ấy, thì mình thấy rằng là cái việc này thì cái đầu tiên mình cũng như thủ lĩnh Trang vừa mới chia sẻ là mình nói gì nói và muốn hay không muốn là cái đầu tiên mình phải cảm nhận về sản phẩm. Bởi vì mình cũng thì mạn phép là kể một chút chỗ này.
Tức là mình tham gia đầu tiên với CBD là mình đã trải nghiệm sản phẩm, mà bộ sản phẩm giảm cân, và sau khi sử dụng ấy thì mình có chia sẻ trên Zoom, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì không cứ là người ở miền Bắc, mình người ở sống miền Bắc, nhưng mà người miền Nam có rất nhiều bạn cùng công ty và cùng trong tập đoàn, và cũng như là nhiều bạn khác cũng hỏi về thông tin của mình để người ta nắm bắt về cái việc mình sử dụng sản phẩm thế nào. Và từ đó là người ta cũng kết nối với mình. Một số người thì cùng hỏi để chia sẻ, một số người thì hỏi để cái cách phối sản phẩm và cách làm CBD thế nào. Thì mình cũng rất là vô tư để chia sẻ và cũng giúp mọi người bằng những cái mình có thể. Thế cho nên là ở chỗ này thì cũng cái đầu tiên mà mình cũng khuyên bạn Trường là chỗ này là mình cũng phải, đầu tiên là mình phải sử dụng sản phẩm để mình trải nghiệm đã. Tất nhiên là trong CBD có cái hai là chúng ta có thể là vừa trải nghiệm, vừa kinh doanh, và có thể là kinh doanh không cần trải nghiệm cũng được, nhưng cái đó nó hiệu quả sẽ không cao. Thế còn với cái CBD thì tất nhiên như thủ lĩnh Trang vừa chia sẻ thì là thực ra mà nói là trong cái môi trường của chúng ta ấy, thì nó có rất nhiều dạng người, đúng không ạ? Thị trường của chúng ta rất là rộng lớn, vấn đề là cái tuyển dụng của chúng ta ấy, nói thật là cũng đã khó, đúng không ạ? Thế chúng ta giữ được người họ, người ta đến với mình, sống với mình và đi theo mình như thủ lĩnh Trang vừa nói là vấn đề lớn. Chúng ta phải nghĩ nhiều, bởi vì làm sao người ta hiểu được mình và hiểu được bản chất của CBD là giúp người, giúp đời, thì mới cái sự phát triển của bản thân chúng ta. Bởi vì chúng ta làm ở đây CBD là phải có đồng đội. Quan điểm mà mình thấy rằng là trong những ngày vừa rồi, cuối tháng vừa rồi ấy, thì để cho một số đồng đội, không phải là F1 của mình mà những F2, F3 của mình, là những sideline của mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí cả nhánh khác trong cùng cái nhánh của mình là nếu mọi người có nhu cầu cần giúp đỡ, mình sẵn sàng giúp đỡ. Kể cả là cái hôm tối 30 là 23:47 là sắp sang canh rồi, mà mình đã tắt máy để chuẩn bị làm, nhưng mà một số các em các cháu bảo là bây giờ từ từ để giúp đỡ mọi người đã, thì mình sẵn sàng kể cả mở máy lại, và cũng khi giúp xong mọi người thì mình mới đi ngủ sáng sau đi làm. Mặc dù là từ nhà đi làm thì vào cơ quan là hơn 50 cây số cơ, thế nhưng mà vẫn vui vẻ. Cái việc đó thì mình cái gì thì nói, như thủ lĩnh Trang lúc nãy chia sẻ là chúng ta cũng cần quan tâm đến F1 và các F phía cách rất là quan tâm, đúng không ạ? Mà chu đáo đến tận cùng đấy, tức là mình giúp đỡ và chia sẻ, tạo cho mọi người có cái cơ hội tốt nhất để người ta phát triển. Bởi vì là vừa rồi là chỉ các cháu F2, F3 của mình ấy, thì người ta nói là cháu bây giờ đang thiếu một số điểm để dự online camp. Nhưng mà thôi rồi, nếu mà kể cả cần thiết thì bác rồi chú có thể chia điểm, kể cả bằng tiền, có thể bằng điểm, để giúp đỡ các cháu đó tham dự được online game và để tham dự cái các chương trình của sự kiện. Bởi vì thực ra mà nói là các thủ lĩnh cũng đã nói mãi rồi, muốn thành công phải đặt mông ở sự kiện, đúng không ạ? Thì vấn đề này cũng rất là mong mọi người là trong đội nhóm cũng như là trong toàn tập đoàn, chúng ta hãy cho đi những cái gì có thể. Tất nhiên là cho bằng tấm lòng, chứ không phải là cho bằng chúng ta chỉ cho nói cho nó, cho nó vui thì không phải, mà đây là mình phải cho bằng cả tấm lòng với các khách hàng và với tư viên cũng như vậy. Thì chúng ta cũng nên lưu ý chỗ đó để mà làm sao đội nhóm mình là ngay mà phát triển. Như vậy trong cái buổi hôm nay cũng xin chia sẻ với mọi người và cũng có một số ý kiến như vậy. Và ở đây cũng xin hỏi thủ lĩnh Trang một tí ạ. Ở chỗ này là có một tư viên mà F1 của mình ấy, thì là mới có ý kiến là bây giờ đang có một khách hàng ở tận Đài Loan đăng ký tư viên rồi, thì bây giờ vấn đề là đặt hàng và cái ấy hàng thì chỗ này là bạn ấy đang hỏi, thì cũng đang xin hỏi thủ lĩnh là cái việc này thì chúng ta xử lý thế nào, giúp người ta thế nào, bởi vì là tư viên đang sống và làm việc tại Đài Loan thì mở mã tại Việt Nam rồi, nhưng vấn đề đặt hàng và chuyển hàng thì thủ lĩnh có thể giúp trả lời để mà mình có ý kiến chia sẻ cho các đội ngũ ở phía dưới. Xin cảm ơn thủ lĩnh và cảm ơn mọi người chú ý lắng nghe. Ok, cháu cảm ơn chú. Nghe tuổi thì phải gọi ông chú. Cháu cảm ơn chú Phạm Dũng nhé. Cái việc mà tư vấn viên ở bên Đài Loan ấy chú, thì chúng ta đặt hàng ở Việt Nam chú nhé. Hàng ở Việt Nam, sau đó thì chúng ta gửi sang Đài Loan cho họ. Thì trong đội ngũ của cháu thì người ta gửi thì một cái đơn hàng khoảng 9 triệu thì người ta gửi khoảng hết 1 triệu. Tầm như vậy. Đó, trên dưới một chút. Thì đấy là cái phí ship mà cháu chia sẻ với chú luôn. Thì đó chỉ là cái cách duy nhất đấy mà cháu biết là một vài những thủ lĩnh vẫn đang làm là bằng cách như vậy. Bởi vì ở thị trường Đài Loan thì cũng có rất là nhiều những cái tư vấn viên đang làm việc ở bên đó, thì là người Việt Nam nó đang làm việc ở bên đó thì vẫn đã có hệ thống ở bên đấy rồi chú ạ. Thì chỉ có bằng cái cách như vậy thôi.
Rồi, xin cảm ơn thủ lĩnh, bởi vì cái việc này mình cũng đã chia sẻ cho tư vấn viên đúng như thế rồi. Dạ. Nhưng bạn bảo có khách nào khác hay hơn không? Thì mình bảo không có đâu, bây giờ vì hàng công ty đang ở Việt Nam thì mình phải mua về một cơ sở, một địa chỉ nào đó của mình ở Việt Nam và sau đó là gửi đi ship sang, ví dụ như là sang nước ngoài là Mông Cổ rồi Trung Quốc rồi là Nhật Bản thì đều cũng như thế. Thì nói với bạn ấy và bảo thế thì hỏi để xem có cái phương án nào nó tối ưu hơn, là tức là nó giảm chi phí đi. Dạ, thì mình bảo cái này là không có. Dạ. Rồi, ok, cháu cảm ơn chú. Dạ, rồi. Cảm ơn. Xin mời các anh chị em khác ạ, chúng ta sẽ còn 5 phút chia sẻ nữa nhé, thì chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom tối ngày hôm nay. Cho nên là các anh chị em nhà mình có câu hỏi gì hoặc chia sẻ gì chúng ta mở mic. Tôi. Xin mời tôi. Dạ. Dạ, tôi xin chào thủ lĩnh, tôi tên là Trần Thị Hồng Thủy, 12 tuổi, đang ở thị trường Huế ạ. Vâng, Minh Trang ơi, em có một khách hàng như thế này, họ không biết chữ, họ dùng sản phẩm có kết quả, mà sau mỗi lần em mà chia sẻ để cho bạn ấy làm thẻ là bạn ấy lại sợ, cứ nói đây thôi để tao đi bán hàng dùng cho mi được cho tao không học được, mà bạn ấy đi đâu bạn ấy cũng bán được sản phẩm hết, mà cứ nói là lấy hàng của mi tao đi bán thôi. Chứ còn ta làm thẻ ta sợ, mà chị nên chia sẻ cho em việc để làm cách gì để cho bạn ấy có mất cái nỗi sợ trong lòng. Ok, cảm ơn chị. Thực ra là như này chị ạ, chúng ta đã từng học thủ lĩnh cao cấp phòng Lê Thị Hồng Hạnh rồi. Nếu mà người ta thích bán hàng hoặc nếu mà người ta thích dùng hàng thì cái hãy để yên cho người ta làm như vậy chị ạ. Đó, cho đến khi nào mà người ta thích người ta ký hợp đồng. Chứ còn đôi khi nếu mà chúng ta ép họ khi mà họ chưa sẵn sàng ý, thì có thể là họ sẽ rời sang mình. À, đặc biệt là với những người mà người ta vẫn chưa va chạm với cuộc sống, chưa va chạm với những cái công việc kinh doanh như thế này đó, thì hãy cần thời gian. Khi mà chị chứng minh được bằng kết quả, nghĩa là ví dụ chị ký mã hợp đồng ở đây, chị ký mã hợp đồng đây, chị làm đây, sau bấy nhiêu thời gian đây, thu nhập của chị như thế này đây đó, và những cái việc chị hàng ngày chị làm như vậy, thì khi mà họ nhìn thấy đó, khi mà họ biết được những cái điều đó là sự thật thì tự nhiên có thể họ sẽ ký hợp đồng với chị. Chứ còn với những người như vậy thì cứ hãy để họ như thế chị nhá. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ, vâng ạ, ok, em cảm ơn chị rất nhiều. Ok, xin mời chú hay anh vừa mở mic. Xin mời ai có câu hỏi thì chúng ta mở mic. Nói tôi, xưng tên. Tôi. Xin mời thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Xin chào thủ lĩnh Minh Trang, xin chào tất cả anh chị em. Thủ lĩnh Minh Trang có thể chia sẻ thêm cho anh chị em là cái sự kiện đào tạo nhà đào tạo với K5 kem cho K5 tháng sau có gì đặc biệt. Rồi, cảm ơn thủ lĩnh. Xin mời thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường chia sẻ luôn ạ. Anh chị em, tháng này chúng ta tập trung vào anh chị em nào mới thì ít nhất cũng phải lên K5 đúng không? Để chúng ta dự cái online kem cho K5 vào tháng sau. Chúng ta biết là cái kem cho K4 vừa rồi đã tạo dẫn rất nhiều cảm xúc. Và đương nhiên như anh chị em K4 đấy thì không thể lên không chỉ lên K5 mà sẽ xuyên lên K7 để đi dự đào tạo nhà đào tạo. Đấy, bởi vì cái kem sắp tới ấy, là những gương mặt đào tạo bí ẩn hoàn toàn mới. Đấy, những con át chủ bài mà sẽ dành hết cho K5 S69 Online Camp cho K5 vào ngày 8 tháng 11. Và đương nhiên đào tạo nhà đào tạo thì chúng ta biết rồi. Lần đầu tiên trước kia thì đào tạo nhà đào tạo chúng ta tổ chức tại cái khách sạn công đoàn ấy, là chúng ta học xong thì ai về nhà đấy. Nhưng lần này là chúng ta cùng ăn, cùng học, cùng ngủ, cùng bơi, cùng sông hơi ấy, cùng sụp, rồi cùng trượt cỏ, rồi rất là nhiều những cái thứ cùng đấy, và có những cái module trước không có thì bây giờ chúng ta sẽ có để chúng ta cùng nhau học tập, kết nối, gắn kết. Mà học thì hay rồi, nhưng mà học cái gì không quan trọng, quan trọng là mình học cùng ai, mình ăn cùng ai, mình chơi cùng ai để mình tăng cái sự kết nối lên, đấy nó mới là điều tuyệt vời. Đôi khi mà trong hội trường mình lại không đọng lại những cái bài học gì, nhưng mà có khi mình lại
giao lưu với những thủ lĩnh, với những đồng đội khác, anh chị em khác về, nó lại mở sang bước một cái bước ngoặt mà lên vút một phát từ K7 lên K9, K10 luôn. Và anh chị em muốn sau cái đào tạo, nhà đào tạo mình lên vút một phát luôn thì dừng ở tay cái. Cảm ơn cả nhà, chúng ta ấn định có mặt tại đào tạo, nhà đào tạo. Xin cảm ơn thủ lĩnh Phạm Minh Trang cho Cường chia sẻ một chút. Ok, cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Trang chỉ muốn chia sẻ với cả nhà mình một điều cuối cùng trước khi chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay nhé. Thủ lĩnh Trương Huy Cường nói K5, K7 thế nào mà chúng ta cũng mông lung lắm đúng không ạ? Nhưng mà Trang chỉ muốn chia sẻ với các anh chị em nhà mình một điều như này thôi. Cách đây 2 năm thì lần đầu tiên Trang tham dự Rick Camp 9 của đội ngũ S69 ý, thì cả nhà có biết một cái điều đặc biệt, đó là trong cái Rick Camp 9 đấy có quá nhiều thủ lĩnh hiện nay đang có mặt ở trong S69, đó là Phạm Minh Trang này, thủ lĩnh Phạm Minh Trang đấy nó còn danh hiệu thấp ấy. Thủ lĩnh cao cấp Phạm Ngọc Ánh, thủ lĩnh cao cấp Lê Thị Thương và rất là nhiều những thủ lĩnh khác. Và cả nhà mình có đồng ý với Trang là trên cái cuộc đời này, biết đâu đó ở một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta nghe được một câu nói nào đó thôi, từ đó chúng ta thay đổi cuộc đời. Và thực sự Trang thay đổi cuộc đời mình chỉ từ duy nhất một câu nói trong cái Rick Camp đấy thôi. Trang không nhớ bất kể cái gì trong Rick Camp đấy luôn, không nhớ cái gì, chỉ duy nhất nhớ một điều của thủ lĩnh Phan Thị Hiếu, lúc đấy mới danh hiệu thủ lĩnh thôi cả nhà nhé. Thủ lĩnh Phan Thị Hiếu đứng lên chia sẻ câu chuyện thôi, chứ không phải đào tạo, không phải bài học gì đâu. Hồi đấy Trang vẫn chép nguyên quyển sổ không xài đến, nhưng Trang ấn tượng duy nhất bởi một câu nói mà sau chỉ hơn một năm sau Trang trở thành thủ lĩnh. Khi mà chị ý kể về cái câu chuyện ước mơ khát khao của chị ý, về một cái cuộc sống mà giúp được gia đình bố mẹ có một cái cuộc sống nó thành, có cuộc sống nó an lạc, vui vẻ và hạnh phúc hơn, có nhiều tiền hơn ý. Và thực sự cái động lực đấy nó truyền cho Trang rất là lớn. Cùng là phụ nữ, tại sao mình lại không làm được như vậy? Cùng được sinh ra giống như nhau, tại sao Trang lại không làm được? Tại sao chị Hiếu làm được, Trang không làm được? Và thực sự một cái hình mẫu về một người phụ nữ mà mạnh mẽ, thành đạt là thủ lĩnh Phan Thị Hiếu truyền cảm hứng cho Trang rất là nhiều. Và thật sự rất là biết ơn tất cả những thủ lĩnh dẫn đường. Thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường là những người mà thật sự là Trang luôn luôn có những cái bài học, và Trang có được ngày hôm nay là nhờ những bài học của anh, nhờ những quy trình của anh, và nhờ đó, YouTube S69 cứ lên đấy. Thậm chí có những hôm mà trời ơi, cả nhà mình, bao nhiêu trong số các anh chị em nhà mình đã từng ăn cũng ôm Trương Huy Cường, ngủ thậm chí cũng ôm Trương Huy Cường, ôm cái điện thoại ấy, nghe Trương Huy Cường ấy. Có những người, cả nhà xin lỗi cả nhà, có những chị ở trong đội ngũ Trang bị đập cái điện thoại vì Trương Huy Cường ấy. Anh Cường cho nên anh xuất chúng lắm đúng không ạ? Cho nên à, thích đạo Phật đó. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự là chúng ta có thể đến cái sự kiện đó, nhờ những cái nỗ lực đó, nhờ những cái động lực để chúng ta có thể dự cái online camp vào K5 đó, đầu tháng 8 đúng không ạ? Mùng 8 tháng 11 là chúng ta có một cái online camp dành cho K5. Và K7 thì từ mùng 3 đến mùng 5 thì chúng ta sẽ có một cái nhà đào tạo. Thì Trang tin chắc chắn rằng ở trong cái buổi đấy, biết đâu từ một cái câu nói của một ai đó, chúng ta sẽ có thể, đấy sẽ là một bước ngoặt của cuộc đời của chúng ta. Đó, cho nên là chúc tất cả các anh chị em nhà mình nỗ lực làm sao để có thể đạt cái danh hiệu K5, K7 để có thể tham dự hai cái chương trình vô cùng đặc biệt vào đầu tháng 11. Ok, cảm ơn tất cả các thủ lĩnh, cảm ơn tất cả các anh chị em, cô chú đã cùng lắng nghe và chia sẻ cái buổi Zoom đào tạo của Trang ngày hôm nay. Và chúc cả nhà mình xuyên đích tháng 10 và đặt chân tại hai sự kiện đặc biệt. Ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả nhà mình vào những buổi Zoom tiếp theo. Chúc ngủ ngon, bye bye. Chúc ngủ ngon. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã xem hết video tại kênh của Phan Trọng Đạt. Các bạn đừng quên để lại một like, một comment và đăng ký kênh. Nhớ bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ kênh của Phan Trọng Đạt. Cảm ơn tất cả các bạn.